Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 132. Cô gái nhướng mày, nhìn thoáng qua đầu ngón tay của mình, đầu ngón tay đã rạn nứt, cô ta im lặng một lát rồi nói. Sức mạnh trí ác, cần phải chú ý thực lực của ác đạo này. Phản Thiện vội vàng đỡ lấy Diệp Quân, hoảng sợ nói, ngươi sao thế? Quân đế gật đầu, ông ta đi đến bên cạnh Diệp Quân, sau đó lấy linh quả ra đặt ở trên ngực Diệp Quân, linh quả kia hóa thành linh khí lan tràn vào trong cơ thể Diệp Quân. Quân đế quay đầu nhìn về phía cô gái, tam muội, muội có nắm chắc không? Cô gái nhíu mày trầm tư một lát, nói thử xem. Quân đế gật đầu, được. Dứt lời, ông ta đi về đằng xa. Cô gái đột nhiên nói, huynh đi đâu? Quân đế bình tĩnh nói, đi giết vài người. Nói xong thì không thấy ông ta đâu nữa. Cô gái vác theo Diệp Quân đi thẳng, Phản Thiện vội vàng đi theo, tuy rằng không biết những người này đang làm gì, nhưng cô ta biết, những người này sẽ không làm hại Diệp Quân. Nghịch đạo hình đồ quay đầu nhìn về phía Thượng Thương Chủ, đi giết mấy người nhé. Thượng Thương Chủ cười nói không thành vấn đề. Dứt lời, huynh đệ hai người biến mất tại chỗ. Bên ngoài, giờ này khắc này, toàn bộ các cường giả mạnh nhất của nền văn minh vũ trụ cấp 10 đều đã sôi trào, đặc biệt là mấy lão quái vật của nền văn minh vũ trụ cấp 10 và cấp 9, bởi vì họ đều đã cảm nhận được lời kêu gọi của tổ đạo. Ai tới chiến đấu đều được thành đạo ngay. Điều này nghĩa là gì? Vốn dĩ trong đám bọn chúng có rất nhiều cường giả không có tư cách kết nối với tổ đạo, nhưng hiện tại, tổ đạo lại chủ động kết nối với bọn chúng, hơn nữa còn hứa hẹn rằng, chỉ cần đồng ý tới chiến đấu thì sẽ được thành đạo ngay, tuy rằng không biết đó là đạo thần bí gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là sự thăng cấp cực lớn. Vì thế, dưới sự kêu gọi của tổ đạo, vô số cường giả mạnh nhất nhao nhao đến thiên mộ giới. Bên ngoài thiên mộ giới, giờ phút này có rất nhiều khí tức cường đại. Có rất nhiều người không biết gì về thiên mộ giới, bởi vì Thượng Thương Chủ của thiên mộ giới vì để tránh né tổ đạo mà phần lớn thời gian sẽ ở bên trong thiên mộ giới, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bởi vậy, có cực kỳ ít người biết đến bọn họ. Ha ha! Bên ngoài thiên mộ giới, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng khắp cõi đất trời, ngay sau đó, một gã đàn ông bặm trợn phá vỡ thời không, chậm rãi đi ra. Gã đàn ông bặm trợn nhìn thiên mộ giới, cười nói, một đám rùa đen rụt đầu, mau mau ra đây chịu chết. Đúng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xẹt qua giữa sân, gã đàn ông bặm trợn kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay bóp họng. Gã đàn ông bặm trợn hoảng sợ nhìn người đàn ông áo trắng trước mắt. Tay phải của người đàn ông áo trắng khẽ xiết lại. Răng rắc, đầu của gã đàn ông bặm trợn bị quân đế bẻ gấy, ông ta xách theo cái đầu đẫm máu nhìn bốn phía xung quanh. Thời đại này kẻ thuận đạo đều yếu ớt như vậy à? Đúng là khiến người ta thất vọng. Không gian đột nhiên im bặt. Thấy người đàn ông bặm trợn bị giết chết trong nháy mắt chỉ bằng một chiêu, trong sân đột nhiên lâm vào tĩnh lặng. Vào giờ phút này, những cường giả chạy tới đây mới phát hiện, chuyện này thật sự không đơn giản. Phải biết rằng, người đàn ông bặm trợn kia cũng là cường giả cảnh giới thuận đạo, nhưng cứ như vậy mà bị đối phương giết chết trong nháy mắt mà không cần phí nhiều sức. Không phải chết trận mà là bị giết trong nháy mắt. Giờ phút này, những cường giả âm thầm rình rập đều không khỏi lo sợ trong lòng. Thật ra người đàn ông bặm trợn kia chết cũng oan uổng, gã vốn chỉ muốn thể hiện, khoe mẽ uy phong một chút, nếu thật sự đánh không lại, gã còn có thể chạy trốn, nhưng lại không ngờ rằng mình lại bị người ta giết luôn. Phải biết rằng, với thực lực của gã, dù ở nền văn minh vũ trụ cấp 10 cũng có thể ngang nhiên mà đi. Chỉ có thể nói rằng, cố gắng làm màu rất nguy hiểm, cần phải hết sức cẩn thận. Quân đế vừa ra tay, tất cả cường giả đều yên tĩnh lại, có một số còn lùi về phía sau mấy vạn trượng, cách xa quân đế, rất sợ quân đế đột nhiên tức giận mà đánh về phía bọn họ. Trong bóng tối, Cửu Châu chủ nhìn vị quân đế kia một cái, sau đó xoay người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã nghiền nát vô số hư không, đi tới trước một ngôi chùa cổ. Ngôi chùa cổ này nằm ở chính giữa hai ngọn núi cao, giống như chiếc cầu nối hai ngọn núi, ngôi chùa cổ cũng không quá lớn, so với hai ngọn núi thì cứ như là hạt thóc dưới biển. Đại Thiện Tự. Cửu Châu chủ chậm rãi đi tới cổng lớn kiên cố của Đại Thiện Tự, trên hai cánh cổng chùa có khắc chân dung của Phật Đà, bức chân dung này vừa cũ kỹ vừa toát ra vẻ tang thương, bị tháng năm ăn mòn, dù hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ trang nghiêm và nghiêm túc của Phật Đà. Cửu Châu chủ chậm rãi đi tới trước cổng, vừa định mở thì cánh cổng kia lại tự động mở ra.
Thấy vậy, Cửu Châu chủ mỉm cười, ông ta đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đình viện nhỏ, nền của đình viện được lát bằng đá cổ, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, đã không thể nhìn ra màu sắc nguyên bản được nữa. Ở cuối viện, có một tòa đại điện, trong đó trống không, không bất kỳ một tượng Phật nào được thờ cúng, ở ngay chính giữa đại điện có một lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng, y phục của hòa thượng rất kỳ quái, ông ta mặc áo đạo sĩ và đeo Phật châu. Hòa thượng có khuôn mặt hiền từ, trông giống như một vị Phật Đà, khiến người ta không khỏi kính sợ. Ở sau lưng lão hòa thượng, cách đó không xa có một tiểu hòa thượng đang bắt chước ngồi xếp bằng dưới đất, chắp hai tay, trong miệng lẩm nhẩm kinh văn, khi thấy Cửu Châu chủ tới, gã len lén liếc Cửu Châu chủ. Cửu Châu chủ chậm rãi đi tới trước mặt hòa thượng, đại thiện tự chủ, vẫn khỏe chứ? Lão hòa thượng chậm rãi mở mắt ra, thí chủ, năm đó lần đầu gặp cứ như Phật, không nhiễm bụi trần, hôm nay gặp lại. Nhân quả khắp người, lệ khí hiện ra. Cửu Châu chủ cười nói, thân ở hồng trần đại đạo, nhân quả đó, sao có thể tránh được? Lão hòa thượng bình tĩnh nói, vẻ bề ngoài đều là giả dối. Cửu Châu chủ khẽ mỉm cười, thế gian 3000 đại đạo, A Cầu đạo ta, trong lòng không thẹn, vậy là đủ rồi. Lão hòa thượng hiền hòa nói, đại đạo như biển, làm gì có vách đá? Cửu Châu chủ nhẹ giọng nói, đã tới bên bờ. Nếu cuộc đời này không thể tiến thêm một bước nữa vậy thì làm sao cam tâm được. Nói xong, ông ta cười một tiếng, sau đó nói, đại thiện tự chủ, lần này ta tới đây không phải để tranh luận Phật Pháp với ông thần thông quảng đại, chắc chắn biết mục đích ta tới đây. Lão hòa thượng chắp hai tay, trong thiên mộ giới, bất kỳ ai cũng đều là con trời hoành hành thời đại, lão nạp và bọn họ không thù không oán, thật sự không có lý do gì để chiến đấu với bọn họ, vả lại, vũ trụ to lớn như vậy. Tổ đạo kia lại ăn mảnh một mình, làm vậy cũng thật sự là hơi quá đáng. Cửu Châu chủ bình tĩnh nói, tự chứng thành đạo. Lão hòa thượng nhìn Cửu Châu chủ nói, tổ đạo cam kết, nếu đại sư đồng ý giúp đỡ, ông ta sẽ giúp đại sư tự chứng thành đạo. Lão hòa thượng yên lặng một lúc, lắc đầu. Cửu Châu chủ lại nói, trong các vũ trụ cấp 10, bất cứ vũ trụ nào cũng đều có thể mở đại thiện tự, cùng đại sư truyền bá Phật Pháp, thu hút tín ngưỡng. Vẻ mặt lão hòa thượng vẫn không hề thay đổi, nhưng tay phải cũng đã bắt đầu di chuyển chuỗi Phật châu trước ngực. Cửu Châu chủ nhìn chằm chằm lão hòa thượng, chờ đợi câu trả lời. Một lát sau, lão hòa thượng vẫn lắc đầu, chuyện này nhân quả lớn, đã vượt khỏi phạm vi năng lực của lão nạp, nếu không cẩn thận, thân chết đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Và lại, hôm nay tổ đạo coi trọng bọn ta là vì những kẻ nghịch đạo kia có sự uy hiếp với ông ta. Nếu bọn ta giúp ông ta diệt trừ tất cả những kẻ nghịch đạo. Khi đó, ông ta sẽ không có kẻ địch lớn, bọn ta lại trở thành kẻ địch lớn của ông ta. Tục ngữ có câu qua cầu rút ván, thí chủ cũng là người thông minh, không thể nào không hiểu điều này. Nghe lão hòa thượng nói vậy, Cửu Châu chủ không hề thất vọng mà lại nở một nụ cười, điều này ta hiểu, nhưng có một số việc nhất định phải làm. Lão hòa thượng nhìn về phía Cửu Châu chủ, không nói gì, giờ phút này, ông ta cũng có chút nghi ngờ. Cửu Châu chủ đột nhiên cười nói, nếu đại sư không muốn tham gia vào cuộc giao dịch này, vậy thì chúng ta đổi cuộc giao dịch khác. Nói xong, ông ta ngồi xuống trước mặt lão hòa thượng, sau đó đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng viết, nhưng không có chữ mà chỉ có vết. Một lát sau, lão hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, ông ta nhìn Cửu Châu chủ gần trong gang tấc, ánh mắt khó tin. Ông, Cửu Châu chủ thu tay lại, bình tĩnh nói, đại sư, cuộc giao dịch này có lỗ không? Lần này, lão hòa thượng không hề do dự, chắp hai tay nói, chúng sinh khổ cực, lão nạp nguyện độ chúng si nhồ. Cửu Châu chủ gật đầu, mời đại sư chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Bên trong chùa, lão hòa thượng nhắm mắt lại, đọc Phật hiệu, ông ta xoay người nhìn tiểu hòa thượng bên trong đại điện, ngộ đạo, con tới đây. Tiểu hòa thượng vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt lão hòa thượng, sư phụ, người phải đi sao? Lão hòa thượng gật đầu, ừ. Tiểu hòa thượng hỏi, có trở lại không ạ? Lão hòa thượng lắc đầu, không chắc tiểu hòa thượng sửng sốt. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, con đã từng hỏi sư phụ, tại sao trong chùa lại không thờ tượng Phật? Hôm nay sư phụ sẽ trả lời con, bản thân chúng ta chính là Phật, đừng cầu ai bên ngoài, biết chưa? Tiểu hòa thượng do dự, sau đó nói, sư phụ, tại sao lại không về? Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn tinh không, nhẹ nhàng nói, nhân quả quá lớn, sư phụ không cản được. Tiểu hòa thượng vội vàng nói, không đi là được.
Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, ta không xuống địa ngục thì ai xuống? Nói xong, ông ta cầm một quyển kinh Phật đưa cho tiểu hòa thượng, sau khi sư phụ đi, con có thể tới sau núi, ở đó có trận pháp dịch chuyển, trận này thông tới hệ ngân hà, sau khi tới hệ ngân hà, con phải tới một nơi gọi là núi Phạn Tịnh, nói đó có một người quét sân tên là chủ nhân Bút Đại Đạo, con nói với ông ta rằng ta bảo con tới tìm ông ta, sau khi đi theo ông ta, hãy cố gắng học hỏi, nghe lời ông ta. Tiểu hòa thượng không nỡ, sư phụ. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, duyên thầy trò của chúng a đã hết, không có gì phải buồn phiền. Nói xong, ông ta nhẹ nhàng xoa đầu tiểu hòa thượng, sau đó xoay người rời đi. Sau khi lão hòa thượng rời khỏi ngôi chùa cổ kia, keng, đột nhiên, ngôi chùa cổ yên tĩnh bao nhiêu năm nay bỗng có một tiếng chuông vang lên, tiếng chuông kéo dài, chậm rãi truyền đi khắp vũ trụ tỉnh Hà. Sau khi cửu châu chủ rời khỏi ngôi chùa cổ, ông ta vừa bước một bước, trong nháy mắt, thời không xung quanh ông ta lập tức trở nên hư ảo, chỉ trong chốc lát, khi ông ta vừa bước ra, ông ta đã xuất hiện ở một tinh không, cách ông ta không xa. Có một hành tinh màu đỏ. Cửu châu chủ hành lễ với hành tinh màu đỏ kia, tham kiến tiền bối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một lát sau, một giọng nói truyền tới từ hành tinh màu đỏ, tới làm gì? Cửu châu chủ nói, xin tiền bối rời núi. Giọng nói kia cười, các người thật là biết đùa. Cửu châu chủ yên lặng. Giọng kia lại tiếp tục vang lên, đại đạo chúng ta theo đuổi khác nhau, không phải người chung đường, có hiểu không? Cửu châu chủ khẽ gật đầu, hiểu. Nói xong, ông ta xoay người định đi, nhưng lúc này, giọng nói kia lại lên tiếng, nhưng ta có thể giúp các người một tay. Cửu châu chủ vui mừng, ông ta hành lễ, đa tạ tiền bối. Nói xong, ông ta xoay người đi về phía hành tinh màu xanh biển. Lúc này, giọng nói kia đột nhiên nói, đừng đi về phía trước nữa. Cửu châu chùa dừng lại, ông ta yên lặng một lát, gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở vũ trụ tinh hà. Bốn phía khôi phục lại yên tĩnh, núi Phạn Tịnh, tháng 10. Lúc này đang là cuối thu, mưa rơi lác đác, cộng thêm địa thế đặc thù. Mùa hè không nóng bức, gần đông lạnh vô cùng, vì vậy, dù chưa bắt đầu mùa đông, nhưng rất lạnh, du khách tới núi du ngoạn đều đã mặc y phục ấm, chỉ có một số ít phụ nữ yêu cái đẹp vẫn còn mặc quần ngắn mát mẻ. Trước một tòa đại điện, chủ nhân Bút Đại Đạo ngồi trên ghế đá, trước mắt ông ta có một bàn cờ, tay trái cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen, hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trầm tư không nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, mưa rơi ngày càng lớn. Chỉ trong chốc lát đã như thùng đổ trên sông. Khách du ngoạn bốn phía rối rít vào điện chú mưa. Ngay tại lúc này, một cô gái đột nhiên ngồi trước mặt chủ nhân Bút Đại Đạo. Chủ nhân Bút Đại Đạo ngẩng đầu nhìn về phía cô gái, không nói lời nào. Cô gái đặt một viên cờ trắng lên bàn cờ trắng vốn đang ở thế bất lợi bỗng nhiên sống lại. Chủ nhân Bút Đại Đạo chỉ cười nhạt, sau đó lấy một viên cờ đen đặt lên bàn cờ trắng trong nháy mắt trở lại thế bất lợi. Nhưng lúc này, cô gái đưa tay nhẹ nhàng vung lên, bàn cờ kia lập tức hòa thành cho bụi. Cô gái nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo không nói lời nào. Chủ nhân Bút Đại Đạo yên lặng. Bên ngoài, những cột mưa như rồng, bầu trời như muốn vỡ tung. Một lát sau, chủ nhân Bút Đại Đạo khẽ gật đầu, được. Cô gái đứng dậy đi ra ngoài, trong nháy mắt khi cô bước vào màn mưa, mưa lại biến mất. Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, Tuế Nguyệt Trường Hà. Một nơi trước trấn nhỏ, một người phụ nữ áo bào trắng lẳng lặng nằm trên ghế. Lúc này, mây trăng trên trời đột nhiên ửng đỏ, trong nháy mắt, sau lưng cô gái đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Người phụ nữ áo bào trắng mở mắt ra. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Quân từ từ mở mắt ra, trên đầu là một mảnh tinh không mênh mông sâu không thấy đáy. Đầu hắn choáng váng, giống như bị đổ keo vào vậy. Người tỉnh rồi à? Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói phấn khích. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, là Phản Thiện. Hai mắt cô nhóc này hơi đỏ, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Diệp Quân dùng sức lắc đầu, sau khi đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, hắn khẽ cười, lần này ta đã ngủ bao lâu rồi? Phản Thiện suy nghĩ một lát rồi trả lời, đã vài canh giờ rồi. Diệp Quân gật đầu, nhẹ giọng nói, lâu như vậy sao? Phản Thiện trừng mắt nhìn hắn, ta sắp lo muốn chết rồi đây này. Diệp Quân mỉm cười, hắn ngồi dậy, giống như cảm nhận được điều gì đó,
hắn quay đầu lại nhìn thì thấy có một cô gái đang ngồi cách đó không xa. Tam tỷ. Cô gái lúc này đang nhìn hắn. Diệp Quân khẽ cười gọi, Tam tỷ. Cô gái đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó đột nhiên cô ta duỗi một ngón tay ra khẽ chạm nhẹ vào trán của Diệp Quân, phong ấn này rất mạnh, sức mạnh của ta không thể lay chuyển được nó. Diệp Quân trầm giọng hỏi, nhị ca cũng không được sao? Cô gái đáp, nhị ca có thể thử, nhưng phong ấn này ở bên trong cơ thể của đệ, nếu huynh ấy cưỡng ép phá bỏ thì đệ căn bản không chịu được nổi. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm xuống. Cô gái đột nhiên hỏi, tại sao không tự giải? Diệp Quân lắc đầu, ta đã từng thử rồi, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào chống lại được nó, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào sức mạnh ý chí của mình để chống đỡ một khoảng thời gian. Căn bản không thể phá bỏ hoàn toàn nó được, trừ phi kiếm của ta có thể tái tạo lại. Nhưng nếu muốn tái tạo kiếm của ta, thì cần phải khôi phục lại thực lực. Cô gái lại hỏi, vì sao không tự giải? Diệp Quân ngẩn người, sau đó đáp, mong Tam tỷ chỉ điểm. Cô gái đột nhiên chỉ vào giữa trán của Diệp Quân. A mi. Trong nháy mắt, Diệp Quân chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng trắng xoẹt qua trước mắt, tiếp sau đó, hắn và cô gái đã xuất hiện ở trong một thời không xa lạ. Dương mắt nhìn lên, xung quanh có rất nhiều tủ sách. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái ở bên cạnh, cô gái bình tĩnh nói, muốn đánh bại được đối thủ thì trước tiên phải hiểu rõ về đối thủ của mình trước đã. Diệp Quân nói, ý của Tam tỷ là muốn ta hiểu về ác sao. Cô gái nhìn Diệp Quân, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng, cô ta khẽ gật đầu, để có biết ác là gì không? Diệp Quân trầm giọng nói, phóng hỏa, giết người, cướp đoạt, cưỡng bức, bắt cóc. Quá phiến diện rồi. Cô gái khế lắc đầu, để hiểu quá ít về ác của thế gian. Diệp Quân cung kính hành lễ, mong Tam tỷ chỉ dạy. Cô gái mở lòng bàn tay ra, trong tay cô ta xuất hiện một quyển trục. Cô ta đưa quyển trục cho Diệp Quân, Diệp Quân có phần nghi ngờ. Cô gái bình tĩnh nói, trong quyển trục này có ghi chép lại về một vụ án của nhân gian, để xem thử đi. Diệp Quân mở quyển trục ra, khi đọc được một nửa, hắn giận tím mặt, cầm thú, đáng chết. Đáng chết. Bên trong quyển trục ghi chép về một người cha ruột đã dâm ô chính con gái mình. Cô gái đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một quyển trục khác bay tới, Diệp Quân mở ra xem, sắc mặt thoáng chốc tức giận đến tái nhợt. Trong quyển trục ghi chép về việc một người cha ruột đã đẩy hai đứa con của mình từ trên lầu cao xuống chỉ để lấy lòng bạn gái mới. Cô gái lại đưa cho Diệp Quân một quyển trục khác. Diệp Quân nhận lấy quyển trục, sau khi xem xong, cơ thể hắn khẽ run rẩy. Bên trong quyển trục ghi chép về việc một cô gái cùng với tình nhân của mình đã ngược đãi đứa con trai ruột 3 tuổi cho đến chết. Cô gái nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, những quyển trục ở đây đều ghi chép về ác ở trong nhân gian. Khi đệ thực sự tiếp xúc với mặt tối tăm và xấu xa nhất của thế gian này, đệ mới biết được bản chất của con người xấu xa đến mức nào. Thế tục có câu ngạn ngữ, khi mắng người họ sẽ thường nói không bằng heo chó, thực ra, heo chó còn không bao giờ ác bằng một vài người. Diệp Quân im lặng, sắc mặt có phần khó coi. Cô gái nhìn Diệp Quân, lòng bàn tay cô ta mở ra, một quyển trục xuất hiện trong tay cô ta. Cô ta nhìn Diệp Quân, quyển trục này ghi chép về việc một cậu bé 12 tuổi đã bạo hành chết bạn học. Cậu ta chỉ vì một chuyện cực kỳ nhỏ mà đã hại chết bạn học của mình. Đệ nói xem, người này có đáng chết không? Diệp Quân không chút do dự đáp, đáng chết. Thật đáng chết. Cô gái lại nói, nhưng đệ có biết, cha của người này nghiện cờ bạc, lại không có mẹ. Từ khi sinh ra cha cậu ta đã dạy cậu ta phải lấy ác làm vinh quang. Nếu cậu ta dám không tuân theo dù chỉ một chút thì sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Diệp Quân sững sờ, cô gái nhìn Diệp Quân, ai sai? Diệp Quân do dự một lát rồi đáp, tất nhiên là người cha sai. Cô gái nhẹ giọng nói, gia đình vô cùng quan trọng với trẻ con. Có những đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã có cha mẹ tốt. Cha mẹ của bọn họ sẽ trải đường cho họ, dạy họ về lễ nghĩa lòng tự tôn, dạy họ về đúng sai. Dạy họ biết về quy tắc vận hành của thế giới này. Nhưng có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã phải đối mặt với một gia đình vô cùng khủng khiếp. Không hề có ai chỉ dạy cho bọn họ làm gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, cha mẹ của họ không chỉ không giúp đỡ được họ, mà thậm chí còn muốn kéo chân bọn họ lại. Nói đến đây, cô ta khẽ lắc đầu, có những đứa trẻ không ngừng vươn lên, không đi vào con đường sai trái,
cuối cùng còn có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mà thoát khỏi gia đình vốn có của mình. Nhưng thực ra đa số sẽ bước sai đường. Những đứa trẻ bước đi sai đường đó, bọn họ là người có lỗi, là ác, cũng rất đáng chết, nhưng vấn đề cốt lõi. Diệp Quân đột nhiên lên tiếng, bản chất, cô gái hơi sửng sốt rồi lập tức cười khẽ, đúng vậy. Lúc này, cô ta có phần bất ngờ với người tiểu đệ vừa thu nhận trước mặt này. Diệp Quân nói, Tam tỷ, trước kia tỷ làm gì vậy? Cô gái khẽ cười, luật sư Diệp Quân hơi kinh ngạc. Cô gái nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, những năm nay ta đã du hành khắp vũ trụ rộng lớn, tiếp xúc rất nhiều vụ án, cũng tự mình tham gia rất nhiều vụ án. Ta đã tiếp xúc quá nhiều bản chất xấu xa nhất của con người. Dứt lời, cô ta nhìn Diệp Quân, đệ có biết phong ấn ác đạo ở trán đệ tại sao lại mạnh như vậy không? Diệp Quân khẽ đáp, vì trong vũ trụ, ác là một dòng chảy không ngừng. Cô gái gật đầu, thiện và ác giống như âm dương vậy. Có âm sẽ có dương, có ánh sáng sẽ có bóng tối, không ai có thể thực sự biến mất hay thiếu đi thứ gì. Đây đều là sự thiếu sót của đại đạo, không thể toàn vẹn được. Diệp Quân đột nhiên nói, ý của Tam tỷ là muốn ta không bài trừ ác nữa mà phải học cách tiếp nhận mặt xấu của thế giới này. Nói cách khác, Tam tỷ muốn ta cùng tồn tại với phong ấn ác đạo này. Trong mắt cô gái hiện lên sự tán thưởng, cô ta khẽ vỗ vai Diệp Quân, năng lực nhận thức của đệ cực kỳ tốt, rất ưu tú. Cha mẹ đệ chắc hẳn rất tự hào về đệ. Diệp Quân mỉm cười, sau đó cúi đầu thật sâu với cô gái trước mặt, hôm nay nghe được lời Tam tỷ nói còn hơn 10 năm đọc sách. Cô gái lắc đầu, đều là người bên mình, đừng khách sao như vậy, ta không thích. Diệp Quân gật đầu, cười tươi, được. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó hỏi, ta có thể đọc sách ở đây không? Tam tỷ khẽ lắc đầu, thời gian không đủ, hồ sơ vụ án ở đây lên đến hơn 100 triệu. Diệp Quân nói, đổi nơi khác xem. Dứt lời, hắn mang toàn bộ hồ sơ vụ án vào trong tiểu tháp, sau đó dẫn theo cả Tam tỷ vào trong tiểu tháp. Sau khi vào trong tiểu tháp, Tam tỷ nhất thời hơi kinh ngạc, cô ta duỗi tay ra khẽ chạm vào thời không ở trước mặt, thời không bỗng nhiên dập dờn như sóng nước. Cô ta nhìn một hồi, sau đó ánh mắt dần dần trở lên nghiêm túc. Tam tỷ quay đầu nhìn Diệp Quân, thời không này là... Diệp Quân khẽ cười đáp, là cô ta chế tạo đó. Tam tỷ gật đầu, khen ngợi từ đáy lòng, cô đệ là một người rất lợi hại. Diệp Quân nói, Tam tỷ... Ta đi xem những hồ sơ vụ án kia, tỷ cứ tự nhiên. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân rời đi, Tam tỷ khẽ mỉm cười, tên nhóc này. Dứt lời, cô ta nhìn xung quanh thời không, khẽ nói, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nói xong, cô ta giống như nghĩ ra việc gì đó, lập tức rời khỏi tiểu tháp. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metiuyensot.vn để vào đọc truyện nhé. Diệp Quân chuyển hết hồ sơ vụ án vào một khu đất trống, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng thần thức để quét qua những vụ án này. Với thực lực và lực tinh thần hiện tại của hắn, tất nhiên sẽ không đọc sách giống người bình thường. Dần dần, sắc mặt của Diệp Quân bắt đều trở lên khó coi. Qua một hồi lâu, Diệp Quân đóng hồ sơ vụ án trong tay lại, nhẹ giọng nói, tháp ra, ta vẫn còn biết quá ít về thế giới này. Tiểu tháp nói, ngươi vẫn còn quá trẻ. Hơn nữa, vì thân phận của ngươi, nên ngươi căn bản không có tiếp xúc quá nhiều với tầng lớp xã hội thấp, cũng không có cơ hội tiếp xúc với những thứ xấu xa nhất đó. Việc này ông nội ngươi lại tiếp xúc rất nhiều, nhớ năm đó. Nói đến đây, nó đột nhiên thấp giọng thở dài, tràn đầy xúc động, nhớ năm đó. Ta và ông nội ngươi đi lên từ tầng lớp thấp nhất. Dọc đường đã gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái, mặc dù lúc trước ông nội của ngươi rất cực đoan, nhưng phải nói rằng, nếu không phải nhờ tính cách đấy của ông ấy cũng không sống đến cuối cùng. Diệp Quân khẽ gật đầu, đúng vậy, một người như ông nội A, cho dù có vắt kiệt hết khí vận của cả vũ trụ cấp 10, e rằng cũng không sinh ra nổi một người. Tiểu tháp yên lặng một lát rồi nói, ông nội ngươi không có ở đây, ngươi không cần phải nịnh bợ. Diệp Quân cười ha ha, hắn dừng mạch suy nghĩ, tiếp tục đọc hồ sơ vụ án. Hắn muốn dùng cách này để hiểu hơn về bóng tối của thế giới này. Bên ngoài, vì lời kêu gọi của tổ đạo, càng ngày càng có nhiều cường giả đến bên ngoài thiên mộ. Chỉ là, sau khi gã đàn ông bặm trợn trước đó bị giết chết,
bây giờ những cường giả này đã khiêm tốn hơn một chút. Lần này tới, không chỉ có cường giả đứng đầu của nền văn minh vũ trụ cấp 9, mà còn có rất nhiều cường giả hàng đầu của nền văn minh vũ trụ cấp 10. Lời hứa của tổ đạo, có cám dỗ quá lớn. Không ai có thể cự tuyệt được, đặc biệt là với các lão quái vật mà tuổi thọ sắp cạn kiệt. Lời hứa của tổ đạo chắc chắn sẽ lại mang lại cho họ một cuộc sống mới. Âm ầm. Chính vào lúc này, đột nhiên có một tiếng vang cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tiếp sau đó, một con vật khổng lồ xuyên qua bầu trời mà tới. Đó là một con rồng có 9 đầu. Khi vừa xuất hiện, khoảng thời không này lập tức bị luồng khí tức long uy khủng bố đó nghiền chặt đến mức trở lên hư ảo. Là đế tộc cổ hoang. Tại đây, có người kinh ngạc kêu lên, trời ơi, cả tộc bọn họ tới tham chiến. Đế tộc hoang cổ. Hai đế tộc siêu cấp của nền văn minh vũ trụ cấp 10, cũng là một trong hai đại thế lực mạnh nhất của nền văn minh vũ trụ cấp 10 ở thời điểm hiện tại. Khi nhìn thấy cả đế tộc đều tham gia, những cường giả đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 10 đều vô cùng khiếp sợ. Tất cả bọn họ đều không ngờ đế tộc hoang cổ lại có sự quyết đoán lớn đến như vậy, dốc hết sức mạnh của toàn tộc đến hưởng ứng lời kêu gọi của tổ đạo. Có người đột nhiên thốt lên, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị thua cược, toàn tộc bị tiêu diệt sao? Có người khác cười lớn, tổ đạo trấn thủ, làm sao thua được chứ? Tài sản lớn như vậy chẳng khác nào cho không. Ta đã cho già trẻ trong toàn tộc ta đuổi đến đây rồi, lần này nhà họ Thiên ta phải chơi một ván cược thật lớn. Cả đế tộc hoang cổ vậy mà lại cùng tới chiến đấu. Mẹ nó, người đâu, lập tức truyền lệnh về tộc, bảo tất cả mọi người tới đây. Thấy đế tộc hoang cổ dốc sức như vậy, một vài gia tộc vốn dĩ vẫn còn muốn quan sát thêm lập tức không còn do dự nữa, đồng loạt truyền lệnh cho các cường giả trong gia tộc của mình nhanh chóng đuổi tới. Chân trời, ở phía trên con rồng khổng lồ, có một người đàn ông trung niên ngạo nghễ đang đứng ở trên đầu rồng. Ông ta mặc một chiếc áo choàng lớn màu xanh, mái tóc đỏ rực, bắt mắt giống như máu tươi vậy, trên mặt nở một nụ cười ngoan cường, xung quanh tỏa ra luồng khí tức đại đạo khủng bố. Hoang cổ thiên, tộc trưởng hiện tại của đế tộc hoang cổ đã bước vào cảnh giới bán bộ đạo cực. Ông ta vừa ra trận, giữa trời đất đột nhiên xuất hiện luồng uy lực đại đạo khủng bố, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi khiếp sợ. Mặc dù chỉ là nửa bước vào cảnh giới bán bộ đạo cực, nhưng sức mạnh của luồng khí tức này vĩnh viễn không phải là thứ mà cảnh giới thuận đạo bình thường có thể so sánh được. Mà ở đằng sau hoang cổ thiên, còn có bốn ông lão đang đứng đó. Bốn ông lão đều mặc áo choàng đen, toàn bộ đều là cảnh giới thông đạo đỉnh cao. Tất nhiên, đạo mà bọn họ thông không phải là đại đạo chí cao của nền văn minh vũ trụ cấp 9 mà là tổ đạo. Trong nền văn minh vũ trụ cấp 9, chỉ cần có một vị cường giả cảnh giới thông đạo thôi là đã đủ để quét sạch tất cả. Nhưng bây giờ đế tộc hoang cổ lại có tận 4 vị. Ngoài ra, ở đằng sau 4 người này, còn có 36 vị ở cảnh giới thuận đạo, tất cả đều ở đỉnh cao nhất, tu vi hùng hậu, không hề nói khoác. Khủng khiếp quái. Khi những cường giả của nền văn minh vũ trụ cấp 9 nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi hoảng sợ. Đây chính là thế lực hàng đầu đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 10. Hoang cổ thiên đứng đầu nhìn xuống lối vào thiên mộ giới cách đó không xa, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên. Với thực lực của ông ta, tất nhiên cũng biết một chút về nơi này. Giữa trời đất này, ngoại trừ những người thuận đạo như bọn họ, còn có một vài kẻ nghịch đạo. Nhưng những kẻ nghịch đạo này cơ bản đều ở thiên mộ, rất ít khi ra ngoài. Vì vậy, ông ta chưa từng qua lại với kẻ nghịch đạo nào. Lần này dốc hết sức mạnh của toàn tộc ra vì ông ta muốn cược lớn một lần. Dù sao ai đến đều có thể lập tức thành đạo. Hơn nữa còn có tổ đạo hỗ trợ. Ai không tới chính là kẻ ngu. Dĩ nhiên ông ta cũng tuyệt đối không xem thường những kẻ nghịch đạo này, con đường mà những kẻ nghịch đạo này đi là con đường nghịch thiên. Nhưng họ lại có thể sống sót được, điều này đã đủ để chứng minh sự cường đại của bọn họ rồi. Chính vào lúc này, thời không ở phía bên phải chân trời đột nhiên sôi trào lên. Hoang cổ thiên quay đầu lại nhìn, thì thấy bầu trời bên đó bỗng nhiên nứt ra. Tiếp sau đó, một con cự yêu có sức mạnh đáng sợ từ từ đi ra. Vượn bàn tiên hy. Vượn bàn tinh này cao mấy ngàn trượng, trông giống như một ngọn núi lớn, hai cánh tay như hai cột trụ, đôi mắt như hai quả cầu lửa. Vào khoảnh khắc nó bước ra, mỗi bước chân hạ xuống đều làm cho khoảng trời đất này rung chuyển dữ dội, giống như một trận động đất mạnh vậy. Tộc Thái Huyền.
một trong hai đại gia tộc siêu cấp của nền văn minh vũ trụ cấp 10, nổi danh ngang bằng đế tộc hoang cổ. Một người đàn ông trung niên đứng ở trên đầu con vượn bàn tinh đó. Ông ta mặc một áo choàng đơn giản, tóc dài xõa ngang vai, hai tay chắp sau lưng, nở một nụ cười nhạt, khí khách phi phàm. Thái Huyền yêu ai? Là tộc trưởng hiện tại của tộc Thái Huyền, cũng là cảnh giới bán bộ đạo cực, một thân tu vi tạo hóa thông thiên. Ở sau lưng ông ta, có bốn ông lão và một người phụ nữ xinh đẹp, bọn họ đều ở cảnh giới thông đạo, khí tức cực kỳ cường đại. Mà đằng sau năm người bọn họ, còn có 40 cường giả cảnh giới thuận đạo. Họ cũng dốc sức của toàn tộc tới chiến đấu. Thấy thế trận này, những cường giả của nền văn minh vũ trụ cấp 9 có mặt ở đây đều vô cùng chấn động. Đây chính là nền văn minh vũ trụ cấp 10. Hoàng Cổ Thiên đột nhiên nhìn Thái Huyền U, nhẹ giọng nói, ta còn tưởng ông không tới. Ha ha! Thái Huyền U cười to đáp, giá trị lớn như vậy, tộc Thái Huyền ta sao có thể không nhận chứ? Mệnh lệnh của tổ đạo, nếu tộc Thái Huyền không tới, sau này còn lăn lộn kiểu gì? Hơn nữa, tổ đạo tự mình cam kết, những người tới tham chiến, có thể lập tức thành đạo. Nếu tộc Thái Huyền không tới vậy thì sau trận chiến ngày hôm nay, tộc Thái Huyền không còn có khả năng chống lại đế tộc Hoang Cổ. Ông ta không thể không tới, cũng không dám không tới. Hoang Cổ Thiên thờ ơ nhìn Thái Huyền U một cái rồi sau đó quay đầu lại nhìn Thiên Mộ Giới ở cách đó không xa. Thực ra ông ta có vài phần nghi hoặc, những năm gần đây những kẻ nghịch đạo này vẫn luôn chung sống hòa bình với tổ đạo. Vì sao bây giờ tổ đạo lại muốn phát động trận đại chiến này, đuổi cùng giết tận những kẻ nghịch đạo đó? Nguyên nhân của trận đại chiến này là gì? Ông ta rất nghi ngờ, cũng rất tò mò. Tất nhiên, cũng có lo lắng. Chẳng qua, từ lúc bắt đầu lựa chọn thuận đạo mà đi, bọn họ đã được định sẵn là phải thuận đạo mà đi, không được phản kháng. Tất cả tu vi sức mạnh của ngươi đều bắt nguồn từ tổ đạo, làm sao dám phản kháng lại chứ? Ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện ở đây, có người từ nền văn minh vũ trụ cấp 10, có người từ nền văn minh vũ trụ cấp 9. Bất kể ai cho rằng mình có năng lực thì đều tới. Cũng hết cách, bởi vì sự mê hoặc trong lời hứa của tổ đạo thực sự quá lớn. Dĩ nhiên cũng có người thấy người khác tới, vì vậy họ cũng tới theo. Việc này giống như con chó ở trong làng vậy. Chỉ cần có một con sủa, là những con chó khác cũng sẽ lần lượt sủa theo. Mặc dù đông người, nhưng lại không có ai chủ động ra tay. Họ đều đang chờ. Chờ tổ đạo hiện thân. Bên trong Thiên Mộ Giới. Quân đế đứng trước biển khổ giới, hai tay ông ta chắp sau lưng, mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Nhị ca đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Một cô gái đi tới, chính là Tam Tỷ. Quân đế nhìn về phía trước biển khổ giới, đang nghĩ xem bên kia biển là gì. Cô gái đi tới bên cạnh ông ta, cô ta nhìn về phía đối diện biển khổ giới, nở một nụ cười xinh đẹp, đáp, chỉ là một cái vòng tròn khác mà thôi. Quân đế nói, lỡ như không phải thì sao? Cô gái nhìn biển khổ giới, ánh mắt kiên định, chắc chắn là vậy. Quân đế quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, làm sao chắc chắn được? Cô gái mở lòng bàn tay ra. Một giọt nước xuất hiện trên đầu ngón tay cô ta, trong giọt nước này có hàng chục triệu sinh mệnh mà người trần mắt thịt khó có thể nhìn thấy được. Những sinh mệnh nhỏ bé này suốt đời không thể biết được thế giới bên ngoài giọt nước lớn như thế nào. Cho dù thỉnh thoảng sẽ có sinh mệnh nhảy ra khỏi giọt nước này, gặp được vô số những giọt nước khác thì nó cũng không thể tưởng tượng ra được sự rộng lớn của thế giới này. Quân đế khẽ lắc đầu, đổi đề tài. Ngón tay ngọc ngà của cô gái khẽ cử động. Giọt nước đó chậm rãi bay lên, không biết bay về đâu. Quân đế nói, thấy tiểu tử kia thế nào? Cô gái đáp, nhiệt huyết, không chịu thua, có sự bền bỉ, nhưng lại do dự về tương lai, có một chút lo lắng giống như chúng ta năm đó. Quân đế khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô gái nói, nhị ca cảm thấy hắn kết bái với lão ngũ là có mục đích không tốt sao? Quân đế hỏi ngược lại, muội cảm thấy thế nào? Cô gái khẽ cười đáp, nhị ca. Huynh còn nhớ tình cảnh khi mà đại ca thu nhận chúng ta không? Lúc đó chúng ta đối với đại ca mà nói chính là sự phiền toái, nhưng đại ca vẫn thu nhận chúng ta. Quân đế nhìn biển khổ giới, nhớ lại chuyện xưa, trong ánh mắt ông ta hiện từng gợn sóng. Cô gái quay đầu nhìn biển khổ giới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi bay ở bên tai rồi nói tiếp, tiểu tử đó đã chịu nhiều khổ cực, bây giờ người trong nhà lại không quan tâm.
Mặc dù hắn nhìn có vẻ rất kiên cường, rất bền bỉ, nhưng dù sao vẫn là một thiếu niên, đối mặt với những kẻ địch mạnh hơn hắn gấp 10 lần, thì hắn có thể làm gì được. Ban đầu khi ta tới đây nương nhờ, mục đích cũng không chính đáng, cũng chỉ muốn được giúp đỡ mà thôi. Dứt lời, cô ta khẽ mỉm cười, người đồng đạo, tâm thiện là được. Quân đế khẽ lắc đầu nói, ta không phải đang quan tâm việc đó. Chỉ bằng việc ông nội hắn giúp đại ca loại bỏ đạo khiển, phần ân tình này đã đáng để chúng ta lấy cả mạng sống ra để báo ân rồi. Điều ta quan tâm chính là, có người đang âm thầm bày mưu, một âm mưu cực kỳ lớn. Cô gái nhíu mày. Quân đế khẽ nói, ta luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả, nhưng cho dù chúng ta suy diễn thế nào cũng không thể phân tích rõ ràng ra được. Cô gái nói, tổ đạo sao? Quân đế khẽ lắc đầu, không biết, ta chỉ có thể âm thầm cảm nhận được, nhưng cũng chỉ được như vậy mà thôi. Cô gái yên lặng, nhị ca, tam tỷ. Lúc này, thượng thương chủ đi tới, ông ta đi đến bên cạnh hai người, sau đó nói, hai đại siêu cấp gia tộc của nền văn minh vũ trụ cấp 10 đã tới. Ngoài ra, lão lục còn truyền tin về nói rằng, lão hòa thượng đại thiện tự đó cũng tới rồi. Quân đế lập tức nhíu mày lại, ông ta sao? Thượng thương chủ gật đầu, đúng vậy. Cô gái hơi nghi ngờ, lão hòa thượng này vậy mà cũng tới tham gia. Bọn họ đã từng qua lại với lão hòa thượng này, tuy giao tình không sâu, nhưng cũng xem như là đã cũng từng có chút tình cảm, vì vậy mới hơi bất ngờ. Thượng thương chủ nói tiếp, ngoại trừ lão hòa thượng này, cửu châu chủ còn từng đến hệ ngân hà một chuyến để tiếp cận với một vị cường giả thần bí. Thực lực của vị cường giả thần bí đó vô cùng mạnh, lão lục không có cách nào tiếp cận được ở khoảng cách gần. Vì vậy hoàn toàn không biết rõ về lai lịch của đối phương. Nói đến đây, vẻ mặt của ông ta có phần nghiêm túc, xem ra lần này tổ đạo thực sự muốn liều mạng với chúng ta rồi. Bỏ đi! Quân đế đột nhiên vung nhẹ tay áo lên, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, có nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Gọi lão lục và cả lão thất, lão bát trở về. Bất kể là tai họa lớn gì, huynh đệ chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt. Thượng thương chủ cười đáp, bọn họ đang trên đường trở về rồi. Quân đế nói, tình trạng của đại ca thế nào rồi? Thượng thương chủ đáp, cần một chút thời gian. Quân đế khẽ gật đầu, tiểu tử tiểu cửu kia đâu? Cô gái khẽ mỉm cười nói, hắn đang ở trong tiểu tháp của hắn đọc những hồ sơ vụ án mà ta thu thập được, chỉ là không biết hắn có thể cùng tồn tại được với phong ấn ác niệm đó hay. Không thôi. Quân đế nói, tam muội, muội ở trong thế giới tiểu tháp giúp đỡ hắn. Lão ngũ, đệ với lão tứ làm việc theo kế hoạch. Dứt lời, ông ta bước chậm rãi về phía xa, ta đi giao đấu với bọn chúng. Thượng thương chủ vội nói, nhị ca, bọn họ có thể sẽ không đấu tay đôi với huynh đâu. Quân đế cũng không quay đầu lại, ý của ta là, ta sẽ giao đấu với tất cả bọn chúng. Dứt lời, ông ta đã biến mất. Bên ngoài thiên mộ giới, ngay khi quân đế ra ngoài, xung quanh vốn dĩ ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang quân đế. Kẻ nghịch đạo, nhiều người đều có vẻ tò mò. Rất nhiều người cả đời chưa từng gặp kẻ nghịch đạo, tất nhiên họ cũng không hiểu được hành vi của kẻ nghịch đạo. Thuận theo đại đạo không tốt hơn sao? Đang yên lành tự dừng phản lại làm gì? Hoàng cổ thiên nhìn xem quân đế bước ra đó, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Mặc dù không cùng thời đại với quân đế, nhưng ông ta cũng đã nghe nói qua. Từng đánh nhau với tổ đạo, hơn nữa còn có thể đi mà không bị tổn hại nào. Thực lực này rất đáng sợ. Nhìn thấy quân đế, Thái Huyền U ở cách đó không xa nhìn quân đế, ánh mắt vẫn có sự tò mò. Vẻ mặt của các cường giả xung quanh cũng dần trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy quân đế. Người đến không phải người bình thường, có lẽ thực lực không phải là tốt nhất. Nhưng ít nhất cũng từng trải qua nhiều, thế nên lúc quân đế xuất hiện, nhiều người đã cảm nhận được người trước mặt này rất siêu phàm. Cũng lúc này rất nhiều người đã bắt đầu trở nên cảnh giác. Trận chiến này chắc chắn không hề dễ dàng. Quân đế lạnh nhạt nhìn đám người kia, ai đến đây? Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lại khiến mọi người cảm nhận được sự áp bức vô hình. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh đều im phăng phắc. Mọi người đều nhìn Hoang Cổ Thiên và Thái Huyền U dẫn đầu, bây giờ hai người này là người mạnh nhất, tất nhiên là để người mạnh lên trước. Mà Hoang Cổ Thiên và Thái Huyền U lại không động đậy gì cả. Không phải là họ sợ, mặc dù biết người trước mặt này rất mạnh nhưng họ lại không hề sợ,
dù sao họ cũng đã từng là thiên tài vạn cổ. Họ đang đợi. Đợi Tổ Đạo. Tổ Đạo đã hứa cho họ lợi ích, không có ích lợi, họ không liều mạng, dù sao những kẻ nghịch đạo này cũng không tổn hại đến lợi ích của họ. Tiền đề của việc thuận theo đạo là có lợi ích gì đó. Ngay lúc này quân đế bỗng cười nói, nếu không có ai dám đánh thì các ngươi cùng lên đi. Cùng lên. Vừa nghe nói thế, sắc mặt tất cả cường giả đều trở nên khó coi. Kiêu ngạo quá rồi. Chẳng xem họ ra gì cả. Nhưng vẫn không có ai dám lên. Không có lợi từ Tổ Đạo, họ nhất quyết không đánh. Họ không cần thiết phải tranh chấp ý khí, dù sao người bị xúc phạm không phải là cá nhân họ mà là tất cả mọi người. Người ta không gấp, bản thân mình vội cái gì. Thấy mọi người vẫn không có ai động đậy, quân đế lạnh nhạt liếc nhìn mọi người, các ngươi có thể đánh hội đồng, ta đánh được. Mọi người. Vẫn không có ai cả. Đúng lúc này, một tiếng bước chân bỗng vang lên, mọi người xoay người lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang chậm rãi bước đến. Người đến chính là Cửu Châu Chủ. Người thân thiết bên cạnh Tổ Đạo hiện nay. Quân đế cũng nhìn sang Cửu Châu Chủ, chỉ liếc mắt một cái, ông ta lắc đầu, ngươi không đủ tư cách. Cửu Châu Chủ cũng không tức giận, mỉm cười nói, chắc ngươi chính là vị quân đế đó nhỉ. Quân đế nhìn Cửu Châu Chủ, bảo chủ của ngươi ra đây. Cửu Châu Chủ mỉm cười, không vội. Quân đế bỗng bước đến trước một bước, chỉ một bước thôi mà Cửu Châu Chủ đã lập tức lùi lại gần 10 vạn trượng. Ngay khi dừng lại, thời không phía sau Cửu Châu Chủ biến thành hư vô. Máu chảy ra từ khóe miệng Cửu Châu Chủ. Thấy thế, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Chỉ một bước, còn chưa ra tay mà đã làm Cửu Châu Chủ bị thương. Lúc này sắc mặt Hoang Cổ Thiên và Thái Huyền U ngày càng khó coi. Sau khi dừng lại, Cửu Châu Chủ lau máu trên khóe miệng, nhưng vừa lau xong thì lại chảy ra, ông ta dứt khoát mặc kệ, để cho máu tiếp tục chảy ra từ khóe miệng. Một lúc sau, phần áo trước ngực ông ta đã dính đầy máu. Cửu Châu Chủ nhìn quân đế, lúc này ông ta cũng khá kinh ngạc, thật ra trước khi đến ông ta cũng đã điều tra quân đế, biết quân đế không phải người bình thường, thế nên ông ta đã chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng khi quân đế ra tay, ông ta mới nhận ra mình đánh giá thấp thực lực của quân đế rồi. Quân đế nhìn Cửu Châu chủ nhân của ngươi vẫn không đến sao? Cửu Châu Chủ mỉm cười nói, khoan đã. Quân đế nhướng mày, ngươi nói đợi là đợi à? Nói rồi ông ta bỗng tiến đến trước một bước. Đồng tử Cửu Châu Chủ co rụt lại, lúc này ông ta cảm thấy như có một dòng nước lũ quét qua trước mặt, khí tức đáng sợ đó áp đảo đến mức ông ta không thể thở được. Tay phải Cửu Châu Chủ siết chặt lại, trong thoáng chốc ngàn vạn quyền ý tụ lại trong lòng bàn tay, ngay sau đó ông ta đánh mạnh một cú về phía trước. Sau một tiếng nổ, chỉ thấy văng ra xa, chỉ thoáng chốc đã văng ra xa tận 10 vạn trượng. Sau khi dừng lại, thân xác Cửu Châu Chủ nứt ra, máu bắn tung tóe, lúc này quyền ý Cửu Châu toát ra từ quanh người cũng bị vỡ tan. Xung quanh yên ắng vô cùng. Lúc này mọi người mới nhận ra người đàn ông áo trắng trước mặt này mạnh đến mức nào. Cường giả cảnh giới thuận đạo lại vô cùng yếu khi ở trước mặt ông ta. Hoang Cổ Thiên và Thái Huyền U nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên vẻ kinh hãi, thực lực của quân đế này vượt xa dự đoán của họ. Lúc này các cường giả vốn dĩ còn muốn nhân cơ hội đánh vào đã lùi về sau. Mạnh đến mức khó tin. Sau khi đánh Cửu Châu Chủ bị thương nặng, quân đế lại không ra tay tiếp nữa. Ông ta nhìn chăm chăm Cửu Châu Chủ, bây giờ có thể đợi một lúc rồi. Cửu Châu Chủ lau vết máu trên khóe miệng, sau đó mỉm cười nói, không hổ là người có thể giết được thượng thập. Đạo giới năm đó, bái phục, bái phục. Quân đế không nói nữa, ông ta nhắm mắt lại, hai tay để ra sau lưng, một mình đối mặt với hàng ngàn cường giả. Hoang Cổ Thiên nhìn quân đế, sau đó đi tới bên cạnh Cửu Châu Chủ, Tổ Đạo có chỉ thị gì không? Cửu Châu Chủ bình tĩnh nói, đợi. Hoang Cổ Thiên hỏi, đợi cái gì? Cửu Châu Chủ khẽ nói, Thiên Tộc Trưởng, đừng vội, lát nữa các ngươi sẽ được điên cuồng. Hoang Cổ Thiên nhíu mày, ông ta nhìn quân đế ở đằng xa, sau đó nhắc, có lẽ người này cũng đang đợi gì đó. Cửu Châu Chủ khẽ gật đầu, không sao. Hoang Cổ Thiên nhìn chằm chằm Cửu Châu Chủ, không nói gì thêm. Lời kêu gọi của Tổ Đạo là truyền đi khắp vũ trụ cấp 10. Thế nên hễ cảm nhận được Tổ Đạo thì cơ bản đều sẽ đến. Với họ, Tổ Đạo chính là thần của vũ trụ. Bây giờ Tổ Đạo tự mình hứa, ai đến đánh nhau sẽ lập tức trở thành đạo,
phú quý lớn như vậy làm sao mà họ không động lòng được. Ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Hoàng Cổ Thiên nhìn các cường giả xung quanh ngày càng nhiều, ông ta cau mày, hình như tổ đạo này có ý tập hợp tất cả cường giả hàng đầu trong toàn bộ vũ trụ cấp 10 về đây. Hoàng Cổ Thiên quay đầu nhìn Quân Đế cách đó không xa, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ lo lắng. Trực giác mách trận chiến này có gì đó không ổn, nhưng ông ta không có cách nào phá vỡ cục diện, nếu hôm nay không nghe theo lời tổ đạo thì tức là tự đào hố chôn mình. Đi đến bước này, ông ta cũng chỉ có thể đi một đường, phải biết lúc quan trọng mà gió chiều nào theo chiều ấy là đại kỳ. Trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi giữa đống hồ sơ, dùng thần thức lướt qua những hồ sơ đó, sau khi đọc hết hồ sơ này, hắn rơi vào trầm mặc. Ác! Đến lúc này hắn mới nhận ra ban đầu thế giới này thế mà lại có thể đen tối đến thế, nhất là ở những nơi không có những ràng buộc về đạo đức và pháp luật, bản chất xấu xa của con người sẽ bộc phát vô tận. Diệp Quân bỗng đưa tay sờ lên giữa trán mình, mặc dù phong ấn ác đạo không xuất hiện nhưng hắn có thể cảm nhận rất rõ. Sức mạnh của ác đạo. Lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao thực lực của Phạn Chiêu Đế lại mạnh như thế. Bởi vì trên thế giới này có vô số tà ác, hơn nữa mỗi người đều sẽ có mặt tối của mình, chỉ là rất nhiều người có thể trấn áp cái ác đó bằng đạo đức và pháp luật ràng buộc của bản thân, nhưng điều này không có nghĩa là không có. Tà ác của thế gian này là vô tận, Phạn Chiêu Đế có thể có được nguồn sức mạnh vô tận. Mà mình có thể tiêu diệt hết tà ác của thế gian không? Hiển nhiên là không thể. Lúc này, hắn lại nhớ lại lời cô váy trắng từng nói với hắn khi đó, trên đời này thứ khó thay đổi nhất chính là lòng người và nhân tính. Diệp Quân đóng hồ sơ cuối cùng lại, chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới nhỏ giọng nói, tháp ra, một số suy nghĩ lúc đầu của ta sai rồi. Tiểu tháp nói, suy nghĩ gì? Diệp Quân nói, thật ra thiện và ác cùng tồn tại. Nói rồi hắn xòe hai tay ra, hắn bắt đầu thử khôi phục tu vi. Khi hắn bắt đầu thử khôi phục tu vi, phong ấn ác đạo giữa trán hắn lại xuất hiện, nhưng lần này Diệp Quân không có đối mặt trực diện với phong ấn này, mà dần cảm nhận phong ấn ác đạo này. Nhưng hắn không phải cảm nhận bằng mặt thiện của mình mà cảm nhận bằng mặt ác của mình. Bản thân hắn cũng có một mặt ác, chẳng hạn như bản thân huyết mạch phong ma không phải là huyết mạch tốt đẹp gì. Khoảnh khắc hắn bắt đầu giải phóng những ý nghĩ tà ác, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn bắt đầu sao động. Tiểu tháp bỗng lo lắng nói, này, một khi giải phóng tà ác, chưa chắc có thể áp chế được, người phải bình tĩnh một chút. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài tiểu tháp, khẽ nói, tháp ra, ta phải sống sót trước. Nói rồi hắn nhắm mắt lại. Sau khi những ý nghĩ tà ác của mình được giải phóng, không chỉ huyết mạch phong ma trong người hắn sao động mà phong ấn ác đạo cũng không còn loại trừ hắn như trước nữa. Bên ngoài thiên mộ giới, Quân Đế như cảm nhận được gì đó. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tận sâu tinh không, híp mắt lại, tay phải sau lưng siết chặt. Cửu Châu chủ ở đối diện ông ta cũng ngẩng đầu lên nhìn tận sâu tinh không. Thấy thế những người còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn tận sâu tinh không, nhưng họ chẳng nhìn thấy gì cả. Trong tâm mắt Quân Đế, một bóng người xuất hiện trong tinh không. Tổ đạo, ngay lúc này tổ đạo bỗng giơ tay phải ra, sau đó đè xuống rồi nhấc tay lên. Chỉ thoáng chốc. Khí tức của mười mấy vạn cường giả đỉnh cấp ở giới ngoại thiên mộ bên dưới bỗng tăng lên, cảnh giới tăng lên một bậc. Cảnh giới của mọi người tăng lên một cấp ngay tại chỗ. Chỉ nháy mắt, vô số khí tức trong sân xông lên trời, sau đó quét qua tất cả mọi thứ như nước lũ, tinh vực trong sân bắt đầu trở nên hư ảo. Còn lúc này tất cả các cường giả tới tham chiến đã hoàn toàn ngơ ngác. Lúc này đến cả sắc mặt của Hoàng Cổ Thiên và Thái Huyền U cũng kinh ngạc, không biết phải làm sao. Bởi vì bọn họ đã tới cảnh giới đạo cực rồi, hơn nữa, còn là cảnh giới đạo cực đỉnh cao, khoảnh khắc này người trong họ đằng sau bọn họ cũng đã tăng lên một cấp ngay tại chỗ. Trong sân, sau khi mọi người kinh ngạc thì vui mừng khôn xiết. Vô số người hưng phấn điên cuồng kêu to, chấn động cả mây xanh. Đặc biệt là những cường giả đã nhiều năm chưa đột phá, vốn dĩ đời này đã vô vọng trong việc không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể đợi tuổi thọ hao tận, tìm một nơi chôn cất. Nhưng bọn họ không ngờ, giờ này khắc này, cảnh giới của bọn họ lại tăng lên một cấp ngay tại chỗ. Lại tăng thêm một cấp, đối với họ mà nói, chắc chắn là ơn tái tạo. Chẳng mấy chốc, rất nhiều cường giả trong sân dồn dập vái lạy về phía chân trời, khoảnh khắc này, trong lòng bọn họ, chắc chắn tổ đạo cũng như thần linh, còn tín ngưỡng của bọn họ với tổ đạo, cũng trở nên càng tinh khiết.
Phía dưới, quân đế nhìn những cường giả tăng một cấp ngay tại chỗ kia, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có tí biến động nào, ông ta đứng đó, giống như một ngọn núi. Giết! Đúng lúc này, chân trời đột nhiên có âm thanh mơ hồ của tổ đạo truyền đến. Nghe mệnh lệnh của tổ đạo, một cường giả đột nhiên cười lớn, kẻ nghịch đạo. Tới đi, cho ta thấy thực lực của kẻ nghịch đạo các ngươi. Nói rồi, gã lao từ trời xuống, tới thẳng phía quân đế, sức mạnh ghê gớm chấn động đến mức cả tinh hà sôi sục. Sau khi thực lực tăng một cấp, tất cả cường giả trong sân đều trở nên tự tin vô cùng. Phía dưới, quân đế nhìn cường giả xông tới, mặt ông ta vô cảm, giơ tay đấm một phát. Ầm! Trong mắt của mọi người, chỉ thấy cường giả đang trong quá trình phi như bay tới đã hóa thành cho bụi. Giết trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh này, trời đất đột nhiên trở nên yên lặng. Lại là giết trong nháy mắt. Khoảnh khắc này, các cường giả vốn dĩ đang hưng phấn quá đỗi như bị dội một gáo nước lạnh, yên tĩnh lại. Quân đế nhìn đám cường giả đứng ở chân trời, kẻ tiếp theo. Kẻ tiếp theo khoảnh khắc này, không ai dám lên nữa. Đúng lúc này, Hoàng Cổ Thiên đột nhiên cười nói, để ta tới đánh với các hạ. Nói rồi, ông ta đột nhiên bước về trước một bước. Bước này vừa hạ xuống, chỉ thấy thời không trước mặt ông ta đột nhiên như dập dờn như làn sóng, chớp nháy, sức mạnh tổ đạo vô tận từ trời đất tụ hội lại, lúc này, ông ta lại bước về trước một bước. Âm ầm, nháy mắt, sức mạnh tổ đạo vô tận đột nhiên hóa thành một cánh tay khổng lồ nắm giữ trời, sau đó hung hăng vỗ từ trời xuống. Đấm này rơi xuống, không chỉ có sức mạnh từ người Hoang Cổ Thiên, còn có sức mạnh đại đạo, ông ta đã kết hợp sức mạnh của hai thứ lại. Do đó, uy lực của đấm này cực kỳ mạnh mẽ, vừa rơi xuống, xung quanh thời không đã bắt đầu nứt ra từng lớp. Rất nhiều cường giả ở bốn phía sợ hãi vô cùng, dồn dập lùi về sau. Phía dưới, mặt quân đế vẫn vô cảm, hai tay ông ta chắp sau người, nhìn bàn tay khổng lồ che trời lấp đất kia hung hăng rơi xuống, trong mắt vẫn không dao động tí nào. Đúng lúc này, tay phải chắp sau người ông ta đột nhiên siết chặt thành nắm đấm. Ầm. Một luồng ý chí khủng bố đột nhiên xông ra từ người ông ta. Âm ầm, chỉ nháy mắt, bàn tay chống trời kia vỡ nát ầm ầm, sức mạnh ý chí đó đánh thẳng một mạch, tới chỗ Hoang Cổ Thiên. Phía trên con rồng khổng lồ, hai mắt Hoang Cổ Thiên khẽ híp lại, tay trái ông ta lật lại, sau đó, đột nhiên rơi xuống, trong lòng bàn tay, vô số sức mạnh tổ đạo quét ra, song, những sức mạnh tổ đạo kia chưa đủ ngăn chặn ý chí của quân đế. Sức mạnh ý chí to lớn hất bay Hoang Cổ Thiên đi, sau đó con rồng khổng lồ dưới chân ông ta cũng bị ảnh hưởng, theo một tiếng kêu thê lương vang lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con rồng kia nhanh chóng hóa thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này, con vượn bàn tinh dưới người Thái Huyền U lập tức bị dọa sợ cho lùi về sau mấy bước liền. Sắc mặt Thái Huyền U hơi khó coi, trong lòng càng hoảng sợ vô cùng. Hoang Cổ Thiên lùi trăm ngàn trượng mới dừng lại, vừa dừng lại, khóe miệng của ông ta đã tràn ra một vệt máu. Ông ta lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn xuống quân đế xóa tóc, hơi khó tin. Vốn dĩ ông ta đang ở nửa cảnh giới đạo cực, trong nền văn minh vũ trụ cấp 10 thì đã thuộc về sự tồn tại đỉnh cao, còn bây giờ, ông ta đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới đạo cực, thực lực mạnh hơn trước gấp bội lần, tuy nhiên, lúc này vẫn không phải kẻ địch chịu được một đòn của người trước mắt. Không chỉ ông ta, lúc này các cường giả trong sân đều ngơ ngác rồi. Sốt của kẻ nghịch đạo trước mắt này mạnh thế nào? Chỗ không xa, Cửu Châu chủ nhìn quân đế, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, kẻ nghịch đạo là kẻ hành động phản đạo, không dựa vào đại đạo, mà dựa vào sức mạnh của mình. Quá trình này rất khó khăn, vì không thể mượn sức mạnh của đại đạo, nhưng một khi đi ra được, vậy sức mạnh sẽ vượt xa những kẻ thuận đạo cùng cảnh giới. Khi Hoang Cổ Thiên bị một đấm của quân đế đánh bại, trong sân lại trở nên yên tĩnh lần nữa. Ai dám đánh với quân đế này? Đánh hội đồng. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng A-di-đà Phật đột nhiên vang lên giữa trời đất. Ai nấy quay người nhìn qua, ở chỗ không xa có một hòa thượng già từ từ đi tới. Trụ trì của Đại Thiện Tự. Hòa thượng già từ từ đi tới, ông ta nhìn quân đế phía dưới, hai tay chắp trước ngực, quân đế, đã lâu không gặp. Quân đế cười nói, người tới đây, ta còn hơi bất ngờ. Hòa thượng già gật đầu, thế sự vô thường. Quân đế khẽ cười nói, thật ra ta cũng rất tò mò về thực lực của ông, năm ấy vì quen nhau, nên do đó không tiện mở miệng tỉ thí với ông, còn bây giờ, chúng ta có thể tỉ thí một trận hẳn hoi rồi.
Hòa thượng già khẽ gật đầu, lão nạp cũng đang có ý này. Nói rồi, ông ta đột nhiên bước về trước một bước, chỉ một bước, ông ta và quân đế đã ở trong thế giới đặc biệt. Vãng sinh bỉ ngạn. Đây là một thế giới do hòa thượng già tự tu luyện ra, thế giới này được hình thành do ngưng tụ muôn vàn kinh nghĩa của Phật Pháp. Hai người vừa vào vũ trụ này, vô số ký tự Phật Pháp kinh văn đã xuất hiện giữa trời đất, chỉ chít lít nhít, không nhìn hết được. Quân đế nhìn bốn phía, khẽ cười nói, dùng Phật Pháp để tự thành một đạo, không nhờ sức mạnh của tổ đạo, thú vị. Đúng là ông ta hơi bất ngờ, ban đầu cho rằng hòa thượng già đứng sau bên tổ đạo, sẽ mượn sức mạnh đại đạo, nhưng không phải. Thế mà hòa thượng già cũng không thuận đạo, điều này khiến ông ta hơi nghi ngờ, đối phương không đi thuận đạo, vậy vì sao lại muốn giúp tổ đạo? Hòa thượng già đột nhiên chắp tay trước ngực, quân đế, mời. Quân đế khẽ cười nói, nào. Nói rồi, ông ta đột nhiên giãm về trước một bước, chỉ một bước, cả thế giới bỉ ngạn đột nhiên sôi sục lên. Cả thời không bỉ ngạn bắt đầu trở nên hư ảo. Hòa thượng già đột nhiên nói, pháp tắc cố định, ầm ầm. Một luồng Phật quang đột nhiên rơi thẳng vào thời không bỉ ngạn này, theo luồng Phật quang rơi xuống, cả thời không bỉ ngạn dần trở nên ổn định. Pháp tắc cố định. Ngoài 18 pháp tắc đạo hạnh ra, pháp tắc này cộng thêm 19 loại liên quan, 14 tiết ấn cơ bản, được tạo thành từ 19 bố tự quan, có thể đè ép một thế giới, khiến nó trở nên không thể xâm phạm, không thể phá hủy. Quân đế nhìn thế giới bốn phía càng ngày càng ổn định, cười nói, thú vị. Hai tay hòa thượng già chắp trước ngực, trong miệng thầm đọc kinh văn Phật Pháp cổ xưa, đến đây sẽ không bao giờ gặp tai ương xa cách, đến đây sẽ chịu nỗi khổ của ba con đường, lúc chịu khổ, nếu đọc nhiều Phật, cầu sinh tịnh độ, sẽ được lửa vãng sinh. Khi một chữ cuối cùng của hòa thượng già dứt lời, chỉ thấy trong bỉ ngạn giới đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa đỏ như máu. Lửa vãng sinh. Do đó tội lỗi và hạnh phúc được phân thành hai phần, sống lại tiếp tục. Vô số lửa vãng sinh đột nhiên phun về phía quân đế, những ngọn lửa vãng sinh này cũng không phải là sức mạnh ổ đạo, mà là xuất phát từ suy nghĩ sống lại của chúng sinh, hòa thượng già dung hợp chúng với Phật Pháp, biến chúng thành thuật thần thông lớn của đạo Phật, một khi thi triển, thân hồn của người trong đó lập tức bị phá hủy, đi sang kiếp sau. Ha ha! Quân đế đột nhiên cười, hòa thượng già, ông dùng Phật Pháp của đạo Phật để tự mở một con đường, được đấy. Nói rồi! Ông ta đột nhiên giơ tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, cái nắm này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên tràn ra từ trong nắm tay ông ta, khi luồng sức mạnh thần bí này tiếp xúc với lửa vãng sinh, thế mà lửa vãng sinh lại trở nên hư ảo. Thấy cảnh này, trong mắt hòa thượng già xẹt qua một tia phức tạp, sức mạnh phản đạo. Nói rồi, ông ta đột nhiên giãm về trước một bước, nói một tiếng A-di-đà Phật, đột nhiên, tất cả kinh văn Phật Pháp trong cả bỉ ngạn giới đều bốc cháy. Đúng lúc này, hòa thượng già từ từ nhắm hai mắt lại, nói, bờ bên kia là gì, đây là tiếng phương Tây, nói đến bỉ ngạn nghĩa là rời khỏi sống chết, trước cảnh sống chết, như nước có sóng, dù là bờ này, rời khỏi nơi không có sống chết, cũng như nước luôn chảy, đều tên là bỉ ngạn. Âm ầm, vừa dứt lời, thân xác và thần hồn của ông ta bốc cháy, nháy mắt, muôn vàn Phật quang, với những kinh văn Phật Pháp kia hội tụ lại, sau đó không ngừng gia cố trong thời không. Rời khỏi nơi không có sống chết, rời khỏi nơi không có sống chết. Hy sinh thân mình cho Phật Pháp. Nơi xa, ý cười trên mặt quân đế dần biến mất, ông ta nhìn chăm chăm vào hòa thượng già đang bốc cháy, ông hy sinh tu vi Phật Pháp tài năng đặc biệt của mình, chỉ để bao vây ta lại, hòa thượng già, rốt cuộc tổ đạo đã cam kết cái gì với ông, thế mà lại khiến ông không tiếc hy sinh bản thân. Trận đấu này, hòa thượng già chỉ có hai kết cục, con đường sống chết. Từ đây biến mất khỏi trời đất, kết cục 2, cho dù ông ta sống tiếp, nhưng, tất cả tu vi Phật Pháp tài năng đặc biệt của ông ta cũng sẽ không còn, ông ta hoàn toàn trở thành người vô dụng. Nghe thấy lời của quân đế, hai tay hòa thượng già chắp trước ngực, khế cười nói, ta không vào tù ngục, ai vào tù ngục đây? Hai mắt quân đế khẽ híp lại, khoảnh khắc này, trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên một tia bất an, hơn nữa, càng ngày càng mạnh mẽ. Bên ngoài. Lúc quân đế bị bỉ ngạn giới bao vây, một luồng âm thanh mơ hồ đột nhiên chậm rãi truyền từ chân trời tới, giết. Giết, mệnh lệnh của tổ đạo. Giết, giết chết loại phản nghịch này. Lúc này, vô số cường giả trong sân lao về phía lỗi vào thiên mộ. Mười mấy vạn cường giả đồng loạt lao xuống, khí thế này đáng sợ cực kỳ.
người xông lên trước hết là đế tộc Hoang Cổ và tộc Thái Huyền, có được lợi rồi thì dĩ nhiên phải làm gì đó. Nhưng lúc này sắc mặt cường giả của hai tộc đều cực kỳ nghiêm trọng, vì sau khi nhìn thấy thực lực của quân đế, họ lại sợ những cường giả đỉnh cấp này đang ẩn náu ở thiên mộ giới. Mà lúc mọi người chuẩn bị lao vào thiên mộ giới, một người phụ nữ bỗng chậm rãi bước ra từ lối vào thiên mộ giới. Tam tỷ. Chỉ thấy người phụ nữ bỗng xòe tay ra, thoáng chốc một phù văn luật pháp đột nhiên bay lên trời, chỉ trong chốc lát, một kết giới phù văn chắn trước mặt mọi người, chỉ thấy trên kết giới đó được bao phủ bởi rất nhiều luật pháp nhân gian. Cùng lúc đó, hai bóng người bỗng lao ra từ trong thiên mộ giới, chỉ thấy một bóng người trong đó đột nhiên biến thành một bức tượng hư ảo vạn trượng. Đại đạo hiện hóa. Thượng thương chủ. Bức tượng hư ảo vạn trượng này như một ngọn núi lớn đâm mạnh vào đám cường giả, cú đâm này khiến đội hình của các cường giả tan rã. Sau khi người kia lao ra, cơ thể người đó run lên, hàng nghìn tia thần quang đáng sợ bỗng tỏa ra từ quanh người, những tia thần quang này giống như một dòng thác đè bẹp các cường giả đó. Người này chính là nghịch đạo hình đồ. Ba người bỗng dưng xuất hiện khiến cho tất cả cường giả trở tay không kịp. Mặc dù ít người nhưng khí thế ba người thể hiện lại không hề thua kém bên tổ đạo. Đúng lúc này, tam tỷ bỗng biến thành cầu vồng rồi biến mất khỏi đó, trong thoáng chốc đầu của một cường giả nam cảnh giới thuận đạo ở đằng xa văng ra xa. Bị giết trong tích tắc. Chiếc cầu vồng dài đột nhiên biến mất khỏi chỗ đó rồi lại xuất hiện cách đó hàng ngàn trượng, sau đó lại có thêm đầu của một cường giả cảnh giới thuận đạo khác nổ tung. Thuận đạo chỉ như một đám tôm tép. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cửu Châu chủ lập tức cau mày, thực lực của những kẻ nghịch đạo này quả thực mạnh đến mức khó tin, thảo nào ngay cả tổ đạo cũng phải kiêng dè. Cửu Châu chủ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tổ đạo, bóng người trong hư không lặng lẽ đứng đó, nhìn mọi chuyện diễn ra bên dưới. Ngay lúc này trời đất bỗng rung chuyển. Cửu Châu chủ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thời không cách đó không xa bỗng nhiên tách ra, sau đó sáu cường giả như cương thi từ từ bước ra. Sắc mặt các cường giả này xám như tro, ánh mắt vô thần, cơ thể cực kỳ cứng. Cửu Châu chủ hơi khó hiểu, ngay lúc này sáu cường giả đó bỗng biến mất khỏi đó. Cách đó không xa, tam tỷ như cảm nhận được gì đó, quay phát lại, cẩn thận. Cô ta vừa dứt lời, một tàn ảnh đã lao đến trước mặt cô ta. Tam tỷ giơ tay lên chỉ vào trước mặt, hàng ngàn thần quang lao ra. Bùm! Sau một tiếng nổ, tàn ảnh đó bị văng ra xa cả vạn trượng, nhưng tam tỷ cũng lùi về sau cả mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, cô ta quay phát lại, thượng thương chủ và nghịch đạo hình đồ cách đó không xa đều bị văng ra xa. Tam tỷ quay đầu lại nhìn đằng xa, cường giả như cương thi đó không cảm xúc nhìn ông ta, ánh mắt đối phương xám xịt. Tam tỷ híp mắt lại, thi thể nghịch đạo, thi thể nghịch đạo. Trên thế giới này kẻ nghịch đạo không chỉ là ông ta, mà còn có những người nghịch đạo của vài nền văn minh vũ trụ khác. Khi những kẻ nghịch đạo này bị tổ đạo giết, tổ đạo sẽ luyện chế họ thành thi tổ, nhưng thi tổ này đều có ý chí chiến đấu và ý thức của mình, nhưng không thể tự mình hành động, phải tuân theo mệnh lệnh của tổ đạo, có thể nói sống không bằng chết. Đúng lúc này, thi thể nghịch đạo bỗng biến mất khỏi đó, đi thẳng về phía tam tỷ. Tam tỷ híp mắt, cô ta lao đến trước, giơ ngón tay lên, một ấn phù văn bí ẩn bỗng lao ra từ đầu ngón tay. Sau khi tiếng nổ vang lên, thi thể nghịch đạo đó bị văng ra xa. Tam tỷ không ra tay nữa mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này thượng thương chủ và nghịch đạo hình đồ ở cách đó không xa đang gặp bất lợi vì bị năm thi thể nghịch đạo áp chế. Tam tỷ cau mày. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm bỗng vang lên giữa trời đất, sau đó một tia sáng vàng lao thẳng xuống từ dưới bầu trời, chỉ thoáng chốc đội hình bên phía Hoang Cổ Thiên lại hỗn loạn. Người đến chính là Thiên Chiêu Đế. Lúc này ông ta kiêu ngạo đứng đó, quanh người toát ra khí tức của rồng đáng sợ, ông ta bỗng lật bàn tay lên, hàng vạn con rồng vàng cực lớn hư ảo ngưng tụ giữa trời đất, trong thoáng chốc hàng vạn con rồng vàng đó di chuyển thẳng về phía đám cường giả đó. Vài cường giả cách ông ta khá gần bị văng ra xa, các cường giả có thực lực khá yếu thì thần hồn bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, một tia sáng bỗng xuất hiện. Sau đó đầu của một cường giả thuận đạo văng ra xa. Cẩn thận, Hoang Cổ Thiên biến sắc, có sát thủ. Ông ta vừa dứt lời thì có thêm vài cường giả nữa mất đầu. Hoang Cổ Thiên nhìn chằm chằm về phía đó, chỉ thấy tia sáng cách đó không xa lướt qua như bóng ma, trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ có một cường giả ngã xuống.
Hoàng Cổ Thiên hoảng hốt, ông ta vội lấy một chiếc đèn cổ ra. Đèn thần chiếu. Chiếc đèn này được tạo ra từ mắt thần của một con quái thú thời tiền sử, trên đó có tay cầm, chỉ cần lắc nhẹ thì có thể lập tức chiếu sáng khắp vũ trụ, những nơi được chiếu sáng thì không gì có thể tránh được. Hoàng Cổ Thiên vội niệm chú, ánh sáng đó lập tức bao trùm vũ trụ tinh hà, lúc này một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, người này chính là Lão Lục vẫn luôn ra ngoài nghe ngóng tin tức. Sau khi hình dạng ban đầu của Lão Lục hiện ra, ông ta quay người lại biến thành tia sáng lao về phía những thi thể nghịch đạo bao vây tấn công Thượng Thương Chủ và nghịch đạo hình đồ cách đó không xa. Thiên Chiêu Đế cũng biến thành tia sáng vàng lao đến chỗ mấy thi thể nghịch đạo. Uy lực của mấy thi thể nghịch đạo này càng lớn hơn. Sau khi Lão Lục và Thiên Chiêu Đế gia nhập, năm thi thể nghịch đạo đó bị văng ra xa, tình thế bị lật ngược. Mấy huynh muội tập hợp lại một chỗ. Tam tỷ nhìn 6 thi thể nghịch đạo và một cường giả, đại ca vẫn cần bao nhiêu thời gian nữa? Thượng Thương Chủ trầm giọng nói, ít nhất nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Tam tỷ ngẩng đầu lên nhìn, cô ta nhìn tổ đạo cúi xuống nhìn cô ta. Thượng Thương Chủ trầm giọng nói, Tam tỷ, tại sao tổ đạo không ra tay? Tam tỷ bình tĩnh nói, chắc là đang đợi gì đó. Thượng Thương Chủ nhíu mày. Ngay lúc này thời không ở đằng xa bỗng nứt ra. Sau đó 12 thi thể nghịch đạo chậm rãi bước ra. Lúc nhìn thấy 12 thi thể nghịch đạo, sắc mặt mấy người Tam tỷ sầm lại. Họ không ngờ tổ đạo lại luyện chế ra nhiều thi thể nghịch đạo như thế. Lúc này, Cửu Châu Chủ đột nhiên nói, tộc trưởng tộc Hoang Cổ Thiên, tộc trưởng U, các ngươi đến thiên mộ giới, giao những người kia cho các thi thể nghịch đạo này đi. Đám người Hoang Cổ Thiên gật đầu, sau đó dẫn mười mấy vạn cường giả đỉnh cấp đến thẳng thiên mộ giới. Tam tỷ nhíu mày, định ra tay, lúc này 18 thi thể nghịch đạo bỗng có 18 chùm sáng màu đen lao về phía họ. Tam tỷ nói, ngăn chúng lại. Nói rồi cô ta và mấy người Thiên Chiêu Đế phía sau đồng loạt lao ra. Mà khi đám người Hoang Cổ Thiên chuẩn bị xông vào thiên mộ giới, một tiếng kiếm bỗng vang lên trong thiên mộ giới, sau đó một tia kiếm quang vạn trượng lao ra từ trong thiên mộ giới. Đồng tử Hoang Cổ Thiên co rụt lại, đấm mạnh một quyền về phía tia kiếm quang đó. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Hoàng Cổ Thiên kinh hãi bị chấn động văng ra xa, vừa dừng lại, tay phải ông ta nứt ra, máu bắn tung tóe. Hoàng Cổ Thiên hơi ngạc nhiên, ông ta nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên đang cầm kiếm điên cuồng đánh giết. Tóc thiếu niên này thế mà nửa đen nửa đỏ, thiếu niên chính là Diệp Quân. Lúc này tu vi của hắn đã khôi phục hoàn toàn, trên người toát ra kiếm ý đáng sợ. Mỗi lần hắn vung kiếm thanh huyên trong tay lên đều có thể lấy đi một cái đầu đẫm máu. Nhìn thấy Diệp Quân, Cửu Châu Chủ cau mày, ánh mắt rơi vào tê kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, thanh kiếm này vẫn là kiếm gãy, chưa hồi phục. Nhìn thấy Diệp Quân lao ra giống như sát thần, không ai có thể ngăn cản, ánh mắt Hoang Cổ Thiên hiện lên một tia hung ác, ông ta đột nhiên dậm chân phải một cái, xé tan hư không, ngay sau đó hắn đánh một quyền về phía Diệp Quân ở đằng xa. Hoang Cổ Thiên quyền. Đây là võ học tuyệt thế của tộc Hoang Cổ Thiên, được tạo ra bởi thiên tổ của tộc Hoang Cổ Thiên, đánh một chiêu, quyền ý như cơn sóng bao phủ khắp nơi, cực kỳ mạnh. Đòn tấn công này khiến khu vực chỗ Diệp Quân bị phá tan, Diệp Quân cảm nhận được sự nghẹt thở. Diệp Quân xoay cổ tay, một luồng kiếm ý đáng sợ bỗng lao lên trời. Kiếm ý trật tự. Ngay khi kiếm ý trật tự xuất hiện, ý chí quyền đạo đó bị ép lùi lại. Ngay sau đó Diệp Quân biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó, một nhát kiếm chém mạnh về phía Hoang Cổ Thiên. Vèo! Đạo quyền và kiếm quang đột nhiên nổ tung giữa không trung, Hoang Cổ Thiên bị nhát kiếm của Diệp Quân đánh lùi về sau cả ngàn trượng. Sau khi nhát kiếm của Diệp Quân đánh lùi Hoang Cổ Thiên, hắn không thừa thắng xông lên mà đánh về phía thiên mộ giới ở đằng xa, vì rất nhiều cường giả đã xông vào trong thiên mộ giới. Đúng lúc này, một tiếng gầm đầy tức giận vang lên trong thiên mộ giới, sau đó hàng trăm cường giả bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh gục, cùng lúc đó một người đàn ông trung niên thân trên để trần chậm rãi bước ra từ trong thiên mộ giới. Chỉ thấy thân hình người đàn ông này cao lớn, cơ bắp phần thân trên cuồn cuộn như những thanh thép, trên người còn vẽ rất nhiều phù văn cổ xưa, mỗi khi ông ta tiến đến một bước, trời đất đều sẽ rung chuyển, cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân hơi ngờ vực, đây là ai? Lúc này, trong đầu Diệp Quân vang lên giọng nói của Thượng Thương Chủ, đây là bát ca của đệ, đệ ấy là một yêu thú trước thời tiền sử, thực lực rất mạnh, đệ đi theo đệ ấy.
Bát ca. Yêu thú. Diệp Quân khá ngạc nhiên, hắn không ngờ người đàn ông trước mặt này là một yêu thú, không biết là bản thể gì. Lão Bát sải bước đi ra ngoài, ông ta ngước nhìn các cường giả đó rồi bật cười, sau đó ông ta bay lên trời, đâm mạnh vào. Đám cường giả như một viên đạn đại bác. Thấy lão Bát lao đến, đám cường giả đó biến sắc, không dám đối đầu trực diện, đều lùi về sau. Nhưng tốc độ của họ không nhanh bằng lão Bát, chỉ thấy sau khi lão Bát đâm vào đám cường giả, thần hồn của vài cường giả đi đầu bị tiêu diệt. Trong đó còn có cả một cường giả cảnh giới đạo cực. Thấy thế, mí mắt Diệp Quân khẽ giật, thực lực của Bát ca này mạnh quá. Chỉ thấy tổ đạo ở phía xa bỗng nói, ra đây. Soạt, thời không phía dưới đối diện Diệp Quân bỗng nứt ra, sau đó một luồng khí tức cực kỳ mạnh ập đến như thủy triều, các cường giả xung quanh bị luồng khí tức này làm cho lùi về sau. Tiểu cửu, mau rút thôi. Ngay lúc này giọng nói gấp gáp của Tam tỷ bỗng vang lên. Nghe Tam tỷ nói vậy, Diệp Quân cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, hắn quay đầu nhìn, thấy trong khe nứt thời không cách đó không xa có một người đàn ông chậm rãi bước ra, tay cầm thanh giáo dài, người mặc chiến giáp, đôi mắt bị che bởi một miếng vải đen. Chiến giáp trên người gã tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, nhìn kỹ hơn, thì ra là do một chất liệu rõ biết tên chế tạo thành, nó giống như băng, bề mặt bóng loáng như gương, hàn quang tràn ra như làn sóng kiên cường dưới trăng. Còn thanh giáo dài trong tay gã thì toàn thân màu đen, mũi giáo màu đỏ như máu. Diệp Quân xoay người đối diện với người đàn ông thần bí, ánh mắt bình tĩnh. Ngay lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Chính là lão Bát. Diệp Quân quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, Bát ca. Lão Bát quay đầu quan sát Diệp Quân, sau đó gật đầu, người này cũng là một kẻ nghịch đạo xuất thân từ thiên mộ giới của chúng ta. Tên là Tịch Ứng, là cường giả cùng thời đại với nhị ca. Diệp Quân nhất thời kinh ngạc, cùng một thời đại với nhị ca. Lão Bát gật đầu, để đi giúp đám Tam tỷ đi, người này cứ để ta. Diệp Quân nói, Bát ca, ta làm được. Lão Bát quay đầu nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, cảnh giới của người này cao hơn đệ rất nhiều, đệ không nên đấu với hắn, ở đây nhiều người, đi tìm đối thủ có cảnh giới tương đương với đệ đi. Nói xong. Ông ta xoay người xông về phía Tịch Ứng, tốc độ lao tới như nước lũ mạnh mẽ, khí thế cường đại trong nháy mắt cuốn trôi hết thảy, tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp. Đằng xa, Tịch Ứng đột nhiên cầm thanh giáo dài đâm về phía trước. Phanh, lão Bát lập tức bị đẩy lui ra xa ngàn trượng, còn Tịch Ứng không hề lui nửa bước. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, xung quanh, những cường giả kia thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một tên có năng lực tới. Ha ha! Lão Bát đột nhiên cười lớn, Tịch Ứng, thực lực của ngươi mạnh hơn trước đây rất nhiều rồi đấy. Xem ra, ngươi quỳ trước tổ đạo không ít lần nhỉ. Mặt Tịch Ứng không biểu cảm, cầm thanh giáo dài chậm rãi đi về phía lão Bát, ngay lúc này, lão Bát lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Vèo! Trong chốc lát, thời không trong sân đột nhiên bị một tàn ảnh phá nát. Đằng xa, Tịch Ứng cầm thanh giáo dài đâm tới. Lần này! Một người một yêu lui ra sau, lão Bát vừa dừng lại đã tiếp tục xông về phía Tịch Ứng, phương thức xuất chiêu của ông ta rất đơn giản, chỉ cần mỗi quyền tung ra đều đập xuống thật mạnh, không ra vẻ làm màu, sức mạnh bá đạo khủng khiếp, mỗi quyền tung ra đều làm chấn động đất trời. Thấy lão Bát có thể đối phó với Tịch Ứng kia, Diệp Quân lui trở về lối vào thiên mộ giới. Tam tỷ cũng đi tới bên cạnh hắn, đám người lão Lục kéo thi thể nghịch đạo. Tam tỷ nhìn đám người hoang cổ thiên ở phía chân trời, chúng ta phải giữ chân bọn họ. Diệp Quân gật đầu, được. Tam tỷ quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, sợ không? Diệp Quân lắc đầu, không sợ. Tam tỷ gật đầu, được. Phía chân trời, đám người hoang cổ thiên đột nhiên đáp xuống, tiếp tục xông về phía Diệp Quân và Tam tỷ. Diệp Quân nhìn vô số cường giả đang lao tới, đột nhiên phá lên cười. Tam tỷ nói, cười cái gì? Diệp Quân mỉm cười nói, được sóng vai tác chiến với đại ca và Tam tỷ là một cảm giác thật tuyệt vời. Tam tỷ hé miệng cười, đợi lát nữa đệ sẽ không cảm thấy tuyệt vời nữa. Diệp Quân cười ha ha, Tam tỷ, ta lên trước. Nói xong, hắn bước lên phía trước một bước, vừa bước, ba loại sức mạnh huyết mạch đột nhiên phóng ra từ cơ thể hắn. Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Quân điên cuồng tăng lên. Thấy cảnh này, Tam tỷ hơi nhếch khóe miệng, ta biết ngay mà. Tiểu tử này có thể cộng sinh với phong ấn.
Khi ba loại sức mạnh huyết mạch kia xuất hiện, Diệp Quân đã hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng về phía mấy trăm ngàn cường giả đang xông tới. Ánh mắt hắn không có chút sợ hãi nào mà chỉ có điên cuồng. Hoàng Cổ Thiên cầm đầu nhìn Diệp Quân đang xông tới, gắn giọng nói, giải quyết tên này trước đi. Nói xong, đám cường giả đế tộc Hoàng Cổ sau lưng ông A lập tức lao về phía Diệp Quân. Diệp Quân nhìn chằm chằm Hoàng Cổ Thiên, mục tiêu của hắn chính là Hoàng Cổ Thiên, khi tới gần ông ta, hắn lập tức thi triển nhất kiếm sinh tử. Dưới sự giúp đỡ của kiếm ý trật tự và ba loại sức mạnh huyết mạch, uy lực một nhát kiếm của hắn tăng lên gấp mấy lần so với trước đây. Khi thấy Diệp Quân thi triển kiếm kỹ, sắc mặt Hoàng Cổ Thiên hoàn toàn thay đổi, ông ta không ngờ rằng Diệp Quân lại đột nhiên thi triển một kiếm kỹ kinh khủng như vậy vào lúc này, vì bất ngờ không kịp đề phòng, ông ta không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, tay phải siết thành quyền, sau đó đánh ra một đòn Hoàng Cổ Đế Quyền, một quyền này cũng đã khiến ông ta dốc hết toàn bộ sức lực. Xoạt! Quyền kiếm vừa mới chạm, một luồng quyền mang và kiếm mang kinh khủng bùng phát. Làn sóng xung kích mạnh mẽ đánh bay Hoàng Cổ Thiên ra ngoài khiến ông ta lui về sau âm mấy nghìn trượng mới dừng lại, vừa dừng lại, toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã tan nát. Hoàng Cổ Thiên vô cùng hoảng hốt. Đằng xa, dưới sự bao vây của đám cường giả đế tộc Hoàng Cổ, Diệp Quân đã bị đánh trở lại lối vào thiên mộ giới. Nếu là đấu đơn, hắn đương nhiên không hề thua kém bất kỳ người nào của đế tộc Hoàng Cổ, nhưng khi đấu tập thể, hắn lại không thể nào chống cự được. Diệp Quân dừng lại, một dòng máu tươi phun ra từ khóe miệng hắn, chỉ một lát sau, vô số luồng khí tức kinh khủng hội tụ lại, sau đó cuốn về phía hắn. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Quân trở nên dữ tợn, ngay lúc hắn định ra tay, Tam Tỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đôi anh ngọc ngà của cô ta nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, từng cột trụ sấm phù văn từ trong sân phóng lên, chỉ trong chốc lát, một số cường giả dẫn đầu lập tức bị những trụ sấm phù văn này đánh trúng, linh hồn tiêu tan. Nhưng chiêu này không dọa được những cường giả kia mà còn khơi dậy sự hung ác của bọn họ, vô số cường giả người sau nối tiếp người trước xông về phía lối vào thiên mộ giới. Rất nhanh, những trụ sấm phù văn kia bắt đầu vỡ tan, lúc một vài cường giả sắp vào được thiên mộ giới, một luồng kiếm quanh đột nhiên phóng lên từ mặt đất, chém về phía những cường giả đó. Người ra tay chính là Diệp Quân. Diệp Quân lập tức lao vào đám người, điên cuồng thúc giục kiếm Thanh Huyền trong tay, lúc này, thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, cộng thêm kiếm Thanh Huyền trong tay, vì vậy, chỉ cần cường giả bị hắn khóa chặt lại là sẽ chết ngay lập tức. Phía bên kia, Tam Tỷ đang liều mình canh giữ lối vào thiên mộ giới, dưới sự điều khiển của cô ta, từng cột trụ sấm phù văn không ngừng phóng lên cao, rậm rạp chằng chịt, mỗi cột trụ sấm phù văn đều mang theo sức mạnh kinh khủng có thể hủy diệt cả đất trời. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đối phương cũng quá nhiều người. Mấy trăm ngàn cường giả đồng loạt ra tay thì phải kinh khủng tới mức nào chứ? Sức mạnh áp đảo lao tới, chỉ trong chốc lát, những trụ sấm phù văn kia đã biến mất sạch sẽ, trong đó có một số người đã xông vào thiên mộ giới. Thấy vậy, Tam Tỷ nhíu mày, một lát sau, cô ta đột nhiên run lên, hóa thành màn sáng phù văn phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt, một bức màn sáng phù văn cao mấy vạn trượng đã chắn trước lối vào thiên mộ giới. Ngay chính giữa màn sáng phù văn kia, hai tay Tam Tỷ kết thành ấn, phù văn không ngừng phun ra từ trong cơ thể cô ta, sau đó hội tụ lại trong màn sáng phù văn xung quanh cô ta. Trong sân, mấy trăm ngàn cường giả điên cuồng đánh vào màn sáng chắn trước lối vào thiên mộ giới, Tam Tỷ không ngừng phóng thích phù văn, nhưng sắc mặt cô ta cũng dần trở nên nhợt nhạt. Diệp Quân đột nhiên xông về phía mấy trăm ngàn cường giả đang xông tới, hắn muốn chia sẻ một phần áp lực với Tam Tỷ, lúc này, một con quái vật khổng lồ đột nhiên hung hăng đánh về phía hắn. Chính là vượn bàn tình. Nó vừa đụng tới, Diệp Quân bỗng nhiên cảm nhận được một sự áp bức kinh khủng, nhưng một lát sau, hắn lập tức phóng thích kiếm ý và kiếm thế của mình, kiếm ý và kiếm thế mạnh mẽ ép lui luồng áp lực kia, cùng lúc đó, Diệp Quân cũng cầm kiếm hung hăng đánh về phía vượn bàn tình. Phe nhi, một luồng kiếm quang hung hăng bổ lên đầu vượn bàn tinh, kiếm quang. Vỡ tan tành, vượn bàn tinh kêu lên một tiếng, sau đó liên tục lui về sau. Một nhát kiếm này đã đánh nó đến mức chảy ra sứt thịt, chỗ thịt bị sứt máu tươi phun ra như suối, thê thảm vô cùng. Thế nhưng, sức mạnh của Thái Huyền U và đám cường giả đã áp đảo Diệp Quân. Ầm ầm, khu vực Diệp Quân đang đứng lập tức nát bấy, trong lúc mọi người ở đó đều tưởng rằng Diệp Quân đã bị chém chết, một luồng kiếm quang lại đột nhiên chém ra. Chính là Diệp Quân. Lúc này,
Quanh người Diệp Quân tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, vừa rồi là Tháp Gia ra mặt thay hắn ngăn cản phần lớn sức mạnh. Tháp Gia bây giờ vẫn có thể gánh được. Thấy Diệp Quân chưa chết, sắc mặt những cường giả trong sân trở nên vô cùng khó coi. Sau khi Diệp Quân chém chết cường giả cảnh giới thuận đạo bằng một nhát kiếm, hắn vốn định tiếp tục ra tay, nhưng đột nhiên, hắn quay đầu nhìn, giờ phút này, Tam Tỷ đã bị bao vây bởi vô số cường giả, màn sáng phù văn cô ta hóa thành đã trở nên cực kỳ hư ảo, không chỉ như vậy, vẻ mặt cô ta cũng trắng bệch như tờ giấy. Cường giả bên phía tổ đạo thật sự quá nhiều. Diệp Quân đột nhiên nói, Tháp Rồ. Tiểu Tháp nói, ngươi. Diệp Quân nói, đi mô. Tiểu Tháp đột nhiên hóa thành một luồng kim quang xông ra ngoài, trong nháy mắt, nó đã tới trước mặt Tam Tỷ, sau đó một luồng kim quang vạn trượng bao phủ lên những trụ sấm phủ văn kia, nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Tháp, giờ phút này, Tam Tỷ đã được buông lỏng hơn rất nhiều. Đằng xa, Thái Huyền U và đám cường giả Thái Huyền tộc nhìn Diệp Quân hít một hơi thật sâu, điên cuồng thúc giục huyết mạch phong ma và kiếm ý trong cơ thể, một lát sau, vô số cường giả đột nhiên xông về phía hắn. Diệp Quân đột nhiên hét, kiếm lên, rầm. Trong nháy mắt, vô số kiếm ý trật tự hóa thành từng ý kiếm màu đỏ như máu phóng lên trời. Những cường giả đang lao về phía Diệp Quân đều hoảng hốt, nhưng giờ phút này, bọn họ lại không thể nào quay đầu, chỉ có thể nhắm mắt. Bùm! Trong đất trời, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, vô số kiếm quang không ngừng vỡ tan, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Chưa tới nửa khắc, tất cả kiếm quang đều vỡ tan. Diệp Quân cũng bị mọi người hợp lực lại đánh bay ra xa ngàn dượng. Hắn sắp rơi xuống, một chuỗi ánh sáng phù văn lập tức khóa hắn lại, trong nháy mắt, hắn đã bị kéo lại bên cạnh Tam Tỷ. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ khóe miệng Diệp Quân, trông rất thê thảm. Lúc này, mấy trăm ngàn cường giả đồng loạt xông về phía hai tỷ đệ. Tam Tỷ kéo tay Diệp Quân, đứng ra sau lưng tỷ. Nói xong, cô ta kéo Diệp Quân ra phía xô. Sau khi kéo Diệp Quân ra phía sau, Tam Tỷ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mấy trăm vạn cường giả đang lao về phía mình. Đôi mắt cô ta từ từ nhắm lại, hai tay tạo thành một hình tay kỳ lạ trước ngực. Đột nhiên, giữa lông mày của cô ta xuất hiện một dấu ấn màu vàng nhạt. Khi những cường giả đó vọt đến chỗ cô ta và Diệp Quân, cô ta đột nhiên mở mắt, đẩy hai tay đang kết ấn về phía trước và hô, diệt. Bùm! Trong phút chốc, bức màn ánh sáng phù văn phía sau cô ta đột nhiên hội tụ thành một ký tự luật. Luật bay lên trời, chạm tới đường chân trời và nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, hàng tỷ cột ánh sáng phù văn phun ra từ nó. Một số cường giả phía trước không kịp né tránh, linh hồn của họ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Sóng xung kích từ luật bùng nổ, buộc những cường giả còn lại phải liên tục rút lui, gần 100 tên cường giả đã bị vỡ tung thân xác lẫn linh hồn sau khi dừng lại. Sau khi đám người Thái Huyền U dừng lại, bọn họ nhìn Tam Tỷ ở phía xa với vẻ mặt không thể tin nổi, trong lòng bọn họ chấn động, sức lực của người phụ nữ này thật sự là hơi nghịch thiên. Tam Tỷ đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, một cột ánh sáng phù văn rơi thẳng vào lòng bàn tay cô ta, đó chính là luật. Sắc mặt Tam Tỷ hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Tất cả cường giả đều nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lộ vẻ e ngại. Trong lúc nhất thời, không ai dám tiếp tục tấn công. Còn Diệp Quân ở phía sau Tam Tỷ, nhân cơ hội chữa trị vết thương. Tốc độ hồi phục của hắn cực kỳ nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã khôi phục được 60-70% sức lực. Trong lúc chữa thương, Diệp Quân liếc sang bên phải, nơi Bát Ca và Tịch Ứng đang chiến đấu. Lúc này, Bát Ca và Tịch Ứng đã bước vào một không gian đặc biệt, cuộc chiến của họ vô cùng căng thẳng. Mỗi cuộc đụng độ đều khiến tinh hà dung chuyển dữ dội. Tạm thời bất phân thắng bại, không ai làm gì được đối phương. Diệp Quân lại nhìn về phía đám người Thượng Thương Chủ, giờ phút này, đám người Thượng Thương Chủ đã bị đám thi thể nghịch đạo kia áp chế, bọn họ hoàn toàn không thể thoát ra được, sức chiến đấu của những thi thể nghịch đạo kia vô cùng dữ tợn, bọn chúng không sợ chết, phong cách chiến đấu rất ác liệt. Đám người Thượng Thương Chủ đã bị áp chết. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn khoảng không. Lúc này hắn đã có thể cảm nhận được tổ đạo rồi. Hắn biết, tổ đạo này rất có khả năng còn lá bài tẩy. Hơn nữa, sáng thế đế thần của sáng thế đạo điện và phản chiêu đế cũng chưa xuất hiện. Điều này không bình thường. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn hít sâu một hơi. Lúc này, hắn không còn cách nào khác là phải dốc toàn lực ra trận. Bên kia,
Cửu Châu chủ liếc nhìn bờ Bỉ Ngạn giới, lông mày nhíu lại, bên trong Bỉ Ngạn giới, thời gian và không gian ở Bỉ Ngạn giới đang dần trở nên hư ảo. Hắn biết Lão Hòa Thượng không thể cản chân quân đế quá lâu, một khi quân đế thoát khỏi vây khốn, với thực lực đáng sợ của ông ta nhất định có thể lập tức xoay chuyển cục diện. Cửu Châu chủ thu hồi ánh mắt và lập tức nói, giết. Nghe được lời của Cửu Châu chủ, Thái Huyền U và Hoang Cổ Thiên đều nhìn ông ta, Cửu Châu chủ bình tĩnh nói, đến lúc này nếu còn không ra tay, chính các ngươi sẽ gánh chịu hậu quả. Vừa nói, Cửu Châu chủ vừa liếc mắt nhìn bọn họ, chưa nói đến là tổ đạo, các vị, hôm nay những kẻ nghịch đạo này mà không chết, sau này bọn chúng trả thù, các người có thể ngăn cản được sao? Nghe thấy lời của Cửu Châu chủ, sắc mặt Thái Huyền U và Hoang Cổ Thiên trầm xuống. Họ thực sự không thực sự dốc hết sức vì họ không muốn mạo hiểm mạng sống của mình ở đây. Tuy nhiên, hiện tại nghe Cửu Châu chủ nói vậy, bọn họ mới ý thức được vào thời điểm này, bọn họ cùng những kẻ nghịch đạo này đã phải lâm vào cảnh ta sống ngươi chết. Nếu những kẻ nghịch đạo này hôm nay không chết, lỡ ngày sau bọn họ trả thù, ai có thể chống lại được đây? Nghĩ đến đây, sắc mặt của đám người Hoang Cổ Thiên và Thái Huyền U đều trở nên u ám, bọn họ nhìn Tam Tỷ ở phía xa. Giết! Lời vừa dứt, hai người bọn họ đã dẫn đầu cùng mọi người lao về phía Tam Tỷ và Diệp Quân. Tại thời điểm này chỉ có thể đánh đến mức ta sống ngươi chết, không có con đường thứ hai. Thấy có người dẫn đầu, những cường giả còn lại cũng đồng loạt lao ra, có người muốn chạy trốn nhưng lại không dám. Đùa hả, tổ đạo đang quan sát phía trên đó. Nếu bây giờ dám chạy, ai có thể gánh được phiền phức do tổ đạo giáng xuống chứ? Chỉ có thể giết những kẻ nghịch đạo này. Lần này mọi người không còn chần chừ gì nữa. Mỗi người trong số họ đều sử dụng những kỹ năng độc đáo của mình, những người đi đầu là Hoang Cổ Thiên và Thái Huyền U là những người có khí tức mạnh nhất. Khi họ lao xuống giống như hai tinh cầu đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Không gian thời gian nơi bọn họ đi qua đều không chịu nổi, bị tiêu diệt từng tấc. Cảm nhận được uy áp của khí tức đáng sợ kia, sắc mặt Diệp Quân đột nhiên trầm xuống, hắn đang định bước về phía trước, nhưng lại bị Tam Tỷ ngăn lại, để ta xử lý. Nói xong, cô ta từ từ giơ tay phải lên. Trong phút chốc, uột trong tay cô ta đột nhiên biến thành một tấm màn ánh sáng dài hàng vạn thước, chặn giữa cô và đám cường giả đông đúc. Lúc này, đám người Hoang Cổ Thiên đã kịch liệt đánh tới đây. Đùng đùng đoàng. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp trời và đất. Một sức mạnh kinh khủng không ngừng bắn phá bức màn phù văn, trong chốc lát, bức màn ánh sáng phù văn bắt đầu trở nên hư ảo. Mặc dù sức mạnh của Tam Tỷ rất đáng gờm, nhưng số lượng đối thủ thực sự quá đông, cộng thêm lúc này họ lại đang liều mạng khiến bức màn ánh sáng phù văn của cô ta khó mà đỡ được. Nhìn thấy bức màn ánh sáng phù văn của mình càng ngày càng hư ảo, Tam Tỷ đột nhiên mở tay trái ra, vừa mở ra vừa nói, lên. Trong lòng bàn tay trái của cô ta, vô số phù văn màu vàng đột nhiên bay lên trời, sau đó tụ lại thành màn sáng như một dòng sông. Sau khi những phù văn màu vàng này tràn vào, bức màn ánh sáng dần dần đông cứng lại, nhưng sắc mặt của Tam Tỷ càng ngày càng tái nhợt. Rõ ràng, cô ta đang phải tiêu hao quá nhiều sức lực. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân đột nhiên nói, tháp ra. Khi giọng nói vừa dứt, một luồng sáng vàng đột nhiên bay lên trời, bao phủ màn sáng. Theo luồng ánh sáng vàng của tháp ra, lực lượng trên bức màn ánh sáng phù văn đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, Tam Tỷ cũng cảm thấy nhẹ nhõm, có thể dễ thở hơn nhiều. Tuy nhiên, vẻ mặt của Diệp Quân và Tam Tỷ vẫn nghiêm trọng, bởi vì đám người Hoang Cổ Thiên, Thái Huyền U vẫn tiếp tục điên cuồng công kích vào tấm màn sáng này. Dưới sự tấn công không ngừng của họ, hai tấm màn sáng dần dần trở lại hư ảo. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng phù văn, trầm giọng nói, Tam Tỷ, chúng ta sẽ không chống đỡ được lâu nữa đâu. Tam Tỷ khẽ gật đầu, cô ta nhìn những cường giả trên bầu trời đang điên cuồng bao vây bức màn ánh sáng, trở về thiên mộ giới, ở bên cạnh đại ca đi. Diệp Quân dứt khoát lắc đầu. Tam Tỷ quay đầu nhìn Diệp Quân, nghe lời đi. Diệp Quân nghiêm túc nói, Tam Tỷ, ta không bị thương nặng, ta vẫn có thể chiến đấu. Tam Tỷ nhìn Diệp Quân, một khi hai tấm màn sáng này vỡ ra, những người đó sẽ lao tới, để không sợ sao. Diệp Quân mỉm cười, nếu sợ thì ta đã không đứng đây rồi. Tam Tỷ mỉm cười, được rồi, vậy để ở cùng Tam Tỷ đi. Diệp Quân gật đầu, được. Tam Tỷ quay đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, điều cô ta thực sự lo lắng không phải là những cường giả trước mặt này, mà là tổ đạo.
Lần này tổ đạo có gì đó không bình thường. Giống như quân đế, lúc này cô ta cũng không yên lòng. Dưới sự bao vây của đám người hoang cổ thiên, hai tấm rèm ánh sáng đó càng ngày càng trở nên hư ảo. Tiểu tháp đột nhiên nói, nhóc con, ta cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Mặc dù nó có khả năng phục hồi nhưng nó không phải là bất khả chiến bại. Dưới sự ban phá liên tục của những cường giả này, nó cũng không thể chịu đựng được lâu. Diệp Quân nhìn chằm chằm hoang cổ thiên mạnh nhất trong đó, tháp ra, giúp ta. Hắn đột nhiên biến thành một luồng kiếm quang bay lên trời, tháp ra cũng biến thành một luồng ánh sáng vàng, tiến vào trong cơ thể hắn. Hoang cổ thiên đang chuẩn bị tấn công bỗng nhìn thấy một luồng kiếm quang đang bay về phía mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Trận chiến trước đó với Diệp Quân đã khiến ông ta nhận ra được sự khủng khiếp từ kiếm của Diệp Quân. Lúc này nhìn thấy Diệp Quân cầm kiếm tới gần, ông ta theo bản năng muốn rút lui. Tuy nhiên, ông ta nhận ra rằng đằng sau mình là những thành viên của đế tộc Hoang Cổ. Nếu ông ta rút lui, người của ông ta sẽ không thể đỡ nổi kiếm của Diệp Quân. Ông ta quyết đoán chọn đối đầu trực diện với Diệp Quân, nắm chặt tay rồi đập mạnh về phía luồng kiếm quang đang đến gần mình. Với những nắm đấm đập thình thịch, vô số quyền ý được tung ra như sấm sét, va chạm dữ dội với luồng kiếm quang một cách mãnh liệt nhất. Vô số quyền ý và kiếm quang đồng thời vỡ vụn, Hoang Cổ Thiên bị lực công kích của Diệp Quân chấn động, liên tục rút lui. Trong lúc ông ta đang rút lui, một thanh kiếm đột nhiên lao tới như sấm sét. Đồng tử mắt Hoang Cổ Thiên đột nhiên co lại, sắc mặt xám xịt như tro tàn, ông ta căn bản không cách nào đỡ được một kiếm này. Ông ta không ngờ thực lực hiện tại của Diệp Quân lại mạnh hơn trước rất nhiều. Ông ta đang ở cảnh giới đạo cực mài. Nhưng thế mà ông ta không thể đánh bại thanh niên tu luyện kiếm pháp này. Tức giận nhưng lại có chút xấu hổ, đây đơn giản là một sự sỉ nhục. Ngay lúc Hoang Cổ Thiên sắp bị kiếm của Diệp Quân giết chết, một bàn tay khổng lồ đen như mực đột nhiên xé nát không gian, chộp lấy kiếm thanh huyền của Diệp Quân. Tuy nhiên, trong nháy mắt, kiếm thanh huyền đã chém nát bấy bàn tay khổng lồ đen như mực đó. Lúc này, Hoang Cổ Thiên đã nhân cơ hội lui về khoảng cách vạn trượng. Khi Hoang Cổ Thiên dừng lại, ông ta vẫn còn khiếp sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong nháy mắt vừa rồi, ông ta suýt chút nữa đã phải nói lời từ biệt với thế giới này. Diệp Quân mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyền xuất hiện trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn, đứng ở bên cạnh Hoang Cổ Thiên là một người đàn ông trung niên chính là Thái Huyền U. Hoang Cổ Thiên quay đầu nhìn Thái Huyền U, cảm tạ nói, U huynh, cảm ơn. Câu này xuất phát từ tận đáy lòng. Thái Huyền U bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta phải toàn tâm toàn ý hợp tác, cùng nhau tiêu diệt những kẻ gian này. Hoang Cổ Thiên gật đầu, đúng vậy. Trước đây hai tộc là kẻ thù không đội trời chung, thường xuyên chiến đấu. Nhưng như Thái Huyền U đã nói, vào thời điểm này, họ là một tập thể vì lợi ích chung. Họ nên đoàn kết và hướng họng súng về kẻ thù chung. Thái Huyền U đột nhiên nói, không cần một chọi một với hắn, chúng ta cùng nhau tấn công. Vừa nói, ông ta và những cường giả của tộc Thái Huyền bên cạnh đồng loạt lao về phía Diệp Quân. Dưới sự ra hiệu của Hoang Cổ Thiên, các cường giả đế tộc Hoang Cổ cũng lao về phía Diệp Quân. Hoang Cổ Thiên giễu cợt, muốn đơn thương độc mã à? Thời đại nào rồi, phải xem bên nào có nhiều người hơn mới được. Khi nói vậy, ông ta đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Thua trong cuộc chiến một chọi một không có gì đáng nhục nhã, sự nhục nhã thực sự là không có đồng minh. Nhìn đám cường giả đang lao về phía mình kia, hai mắt Diệp Quân từ từ nhắm lại. Giờ khắc này, tâm hắn tĩnh lặng như nước. Tĩnh tâm, ngưng thần. Ngoại vật hết thảy đều không thể quấy nhiễu. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm nhận được hắn và kiếm thanh huyền ở trong tay. Đột nhiên. Một tiếng kiếm vang vọng từ trong trời đất, tiếp theo đó, một đạo kiếm quang màu đỏ tươi bay lên từ trong mặt đất với thế như sấm sét, chém mạnh vào đám cường giả Thái Huyền U đang lao đến ở phía trước. Nhất kiếm quyết sinh tử. Khi Diệp Quân thi triển một kiếm này, cho dù là kiếm thế hay là kiếm ý của hắn đều lập tức dâng trào. Uy áp kiếm thế khủng bố mà nó tỏa ra đó, không hề yếu hơn uy áp khí thế của mấy trăm nghìn cường giả tỏa ra. Thái Huyền U xông lên ở phía trước khi nhìn thấy nhát kiếm này của Diệp Quân, mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi biến sắc. Tay trái ông ta mở ra, khế ấn về phía trước. Trong lòng bàn tay, một chiếc khiên tròn màu vàng sâu ẵm bay ra ngoài, trong chốc lát trở nên dài rộng ra hàng vài trăm trượng,
giống như một bức tường sắt che chắn trước mặt ông ta. Khiên Thái Huyền, một trong hai đại thần khí tối cao của tộc Thái Huyền, được tộc Thái Huyền dùng kim tỉnh đặc biệt trong vũ trụ thần bí và sức mạnh đại đạo mà rèn thành. Năng lực phòng ngự có thể nói là nghịch thiên, thậm chí có thể ngăn được vài lần đại đạo kiếp mà tổ đạo giáng xuống. Nó chính là một trong những bảo vật chấn tộc của tộc Thái Huyền. Bức tường khiên đó được Khiên Thái Huyền biến hóa thành. Nó chặn ở đó, cho người ta có cảm giác vô cùng kiên cố, không gì có thể phá vỡ nổi. Tuy nhiên, vào lúc một kiếm của Diệp Quân chém tới, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, bức tường khiên đó lập tức vỡ tan. Thái Huyền U lập tức biến sắc. Ngay sau đó, ông ta bị một kiếm này của Diệp Quân chém bay ra ngoài, nhưng Diệp Quân cũng lập tức bị vô số sức mạnh áp đảo. Trong nháy mắt, hắn nặng nề bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập mạnh vào bức tường màn sáng đó, cả bức tường màn sáng rung chuyển dữ dội. Sau khi Diệp Quân rơi xuống, một bàn tay đột nhiên đỡ lấy hắn. Chính là Tam Tỷ. Sau khi Diệp Quân ổn định lại thân hình, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nếu đám cường giả kia xông lên từng người một, thì không ai là đối thủ của hắn. Nhưng đối phương lại liên thủ lại với nhau, sức mạnh bộc phát ra vượt xa những gì mà hắn có thể chống lại được. Càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn. Chính vào lúc này, vô số sức mạnh ùn ùn kéo đến, đánh vào bức tường màn sáng. Ầm ầm, màn sáng phù văn lập tức tan biến bằng tốc độ mà mắt thường vẫn có thể nhìn thấy. Mà lúc này sắc mặt của Tam Tỷ cũng ngày càng trở lên tái nhợt. Nhiều cường giả bao vây tấn công như vậy, cô ta cũng có phần không chịu nổi. Diệp Quân lau máu tươi ở khóe miệng, định ra tay thêm lần nữa thì lại bị Tam Tỷ giữ lại. Tam Tỷ khẽ lắc đầu, để đứng yên đấy. Lực chiến đấu của Diệp Quân khiến cô ta rất bất ngờ, phải nói là vô cùng bất ngờ. Nhưng cô ta biết rất rõ rằng Diệp Quân không thể lấy sức mạnh của một mình hắn để chống lại mấy trăm nghìn tên cường giả hàng đầu này. Diệp Quân trầm giọng nói, Tam Tỷ, bức tường này không thể chống đỡ được lâu. Tam Tỷ khẽ gật đầu, cô ta nhìn thoáng qua bên trong thiên mộ giới. Bên trong thiên mộ giới vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Cô ta trầm ngâm chốc lát rồi quay đầu nhìn đám cường giả đang điên cuồng tấn công vào bức tường màn sáng ở phía chân trời. Cô ta từ từ giơ tay phải lên, một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy lên từ trong lòng bàn tay cô ta. Khi ngọn lửa này xuất hiện, Diệp Quân lập tức cảm nhận được một cảm giác nóng rát khủng khiếp, cơ thể dường như sắp tan chảy. Mà khi Tam Tỷ lấy ra ngọn lửa này, cơ thể lại dần trở nên hư ảo. Diệp Quân hơi bất an, Tam Tỷ. Tam Tỷ khẽ cười nói, không sao, đây là ngọn lửa mà đại ca đưa cho ta cũng không biết nó gọi là gì. Ta phải mất rất nhiều thời gian nó mới chịu khuất phục, bây giờ vẫn còn hơi khó chịu. Diệp Quân còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tam Tỷ lại đột nhiên mở miệng lên. Dứt lời, ngọn lửa trong tay Tam Tỷ đột nhiên hóa thành một cột lửa bay thẳng lên trời. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng trăm tên cường giả đã bị cột lửa này phá hủy toàn bộ thần hồn, mà những tên cường giả còn lại lập tức bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc, đồng loạt lùi mạnh về phía sau. Ở chân trời trong phút chốc trở lên vô cùng hỗn loạn. Thấy cảnh này, Cửu Châu chủ âm thầm khẽ lắc đầu. Mặc dù thực lực của đám cường giả này đều rất mạnh, nhưng lại không đoàn kết, không có kỷ luật. Hễ có một vài người chết là những người khác sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng nguyên nhân chính là trong lòng mỗi người đều mang ý nghĩ xấu, họ chỉ muốn lợi ích chứ không muốn liều mạng. Không có sức mạnh đoàn kết. Thực chất nếu đám người này thực sự liều mạng thì Diệp Quân và cô gái đó căn bản không thể chống lại được. Cửu Châu chủ ngẩng đầu lên nhìn tổ đạo ở trên hư không, một lát sau, ông ta thu hồi lại ánh mắt, sau đó nhìn Diệp Quân ở phía xa, khẽ nói, thăng cấp thực sự rất nhanh, nhưng không có ý nghĩa gì hết. Xa xa, thời không ở phía bên ngoài bức tường ánh sáng đã biến thành một biển lửa. Đối mặt với biển lửa khủng khiếp như vậy, ai nấy đều không dám tiến lên. Diệp Quân nhìn Tam Tỷ, mặc dù ngọn lửa đó đã rời khỏi tay cô ta, nhưng cơ thể cô ta lúc này vẫn còn hơi hư ảo. Diệp Quân không khỏi lo lắng, Tam Tỷ, Tỷ. Tam Tỷ quay đầu nhìn đám người Thượng Thương chủ đang bị xác sống áp chế ở cách đó không xa, Tiểu Cửu, đệ đi giúp bọn họ đi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Tam Tỷ, Tỷ muốn làm gì? Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.